Xin chào khán thính giả, ngày hôm nay thì Mai xin mời các bạn lắng nghe phần cuối của chuyện Sợ Cưới. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Đầu tiên Phương Chi Viễn tìm kiếm khắp các quán bar trên đường, từ bệnh viện tới nhà Lâm Như Sơ. Vừa đi vào là điên cuồng tìm kiếm, mấy lần bị người ta nhìn như là bị thần kinh. Lúc này đây Phương Chi Viễn đã cuống rồi, cơ bản là không quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình có gì bất thường. Lúc này trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, chính mình tìm được Lâm Như Sơ, nói cho cô ấy tình yêu của mình. Anh chính là điển hình của chòm sao Thiên Bình, luôn do dự khó quyết định. Khi tình yêu đến, luôn luôn không hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng mình. Lại luôn là sau khi tình yêu rời đi rồi, mới giật mình cảm thấy nó đáng quý. Năm ấy, anh không thể vui vẻ mà từ biệt Liễu Nhạc Hạ. Lúc này không thể đón chào Lâm Như Sơ, đều là do tính cách này chi phối. Khi cảm giác đau khổ vì không có tình yêu chân thành ập đến, Phương Chí Viễn mới giật mình cảm giác được tầm quan trọng của Lâm Như Sơ đối với mình. Nhưng mà trong khi anh giật mình bừng tỉnh, tất cả không kịp nữa, Lâm Như Sơ tan nát cõi lòng mà rời đi. Phương Chí Viễn điên cuồng tìm kiếm, muốn níu kéo cô lại. Cả đường Phương Chí Viễn tìm kiếm như điên, anh vô cùng hiểu biết Khả Dĩ An. Tình một đêm đối với cậu ấy mà nói giống như là ăn cơm, chỉ cần làm phụ nữ vừa ý, anh sẽ uống say. Sau đó mọi chuyện thuận lý thành chương. Chính vì anh biết rõ, anh mới không thể để cho Lâm Như Sơ trở thành con mồi tiếp theo của Khả Dĩ An. Anh nhất định phải tìm được Lâm Như Sơ. Cuối cùng ở một quán bar giữa bệnh viện và nhà Lâm Như Sơ, Phương Chí Viễn cũng tìm được Khả Dĩ An và Lâm Như Sơ. Khi ấy, Lâm Như Sơ đã say đến hai mắt mông lung, nhìn thấy Phương Chí Viễn, trong mắt xuất hiện sự đau khổ. Anh nhìn thấy Lâm Như Sơ mềm mại dựa vào ngực Khả Dĩ An, xông lên cướp lấy cô, ôm vào trong ngực mình. Khả Dĩ An dường như cũng đã uống không ít rượu, đưa tay muốn đoạt lại Lâm Như Sơ, nhưng vì say rượu bị Phương Chí Viễn hất bỏ cánh tay tới mức loạng choạng. Khả Dĩ An đứng thẳng người. Phương Chí Viễn à, cậu có ý gì? Mẹ nói chứ, cậu cướp người yêu của tôi lần nữa, cuối cùng cậu có ý gì? Phương Chí Viễn ôm chặt Lâm Như Sơ, anh chút nữa đã mất đi. Khả Dĩ An, tôi cảnh báo cậu, cậu tránh xa cô ấy ra, đừng mang những kỹ xảo đó của cậu dùng trên người cô ấy. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu hủy hoại cô ấy. Khả Dĩ An đưa tay đánh trên đầu Phương Chí Viễn một quyền. Phương Chí Viễn, cậu dựa vào cái gì cướp bạn gái của tôi? Cậu cướp bạn gái của tôi còn đánh tôi. Lúc cậu cướp Liễu Nhạc Hạ thì bức điên cô ấy rồi, giờ cậu cướp Lâm Như Sơ, cậu cướp người thành nghiện rồi đấy à? Phương Chí Viễn bị Khả Dĩ An đánh một quyền, Lâm Như Sơ sợ tới mức tỉnh rượu, vội vàng túm lấy Phương Chí Viễn, đưa tay sờ sờ Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương à, anh không sao đấy chứ? Lâm Như Sơ quay đầu nhìn phía Khả Dĩ An. Luật sư Khả, có chuyện gì anh từ từ nói đi, sao lại động thủ đánh người? Khả Dĩ An đau khổ nhìn Lâm Như Sơ. Năm ấy Liễu Nhạc Hạ, cho dù bị Phương Chí Viễn tổn thương, nhưng cũng không cho phép Khả Dĩ An nói Phương Chí Viễn nửa câu không đúng. Bây giờ Lâm Như Sơ rõ ràng chính là bản sao của Liễu Nhạc Hạ năm đó. Chỉ là bất đồng là mình đối với Liễu Nhạc Hạ là tình yêu đơn phương. Liễu Nhạc Hạ với Phương Chí Viễn cũng là tình yêu đơn phương. Bây giờ Lâm Như Sơ cùng Phương Chí Viễn là tình đầu ý hợp, mà mình lại một lần nữa trở thành người yêu đơn phương đáng buồn kia. Vở kịch ba người đang diễn nhanh chóng hấp dẫn đám người trong quán bar. Ba người nhanh chóng trở thành trung tâm của quán bar. Có người vỗ tay cổ vũ Khả Dĩ An, cướp đi, cướp đi. Một đám khác vây quanh Phương Chí Viễn cùng Lâm Như Sơ kêu to, yêu nhau đi, yêu nhau nào. Lâm Như Sơ hoảng sợ nhìn xung quanh. Phương Chí Viễn đưa tay ôm lấy đầu Lâm Như Sơ, ấn vào trước ngực mình. Như Sơ à, em dựa vào lòng anh đưa em ra ngoài. Phương Chí Viễn như là gấu, vừa ôm vừa kéo Lâm Như Sơ ra khỏi quán bar, bỏ lại một mình Khả Dĩ An ở trong quán. Khả Dĩ An quay lại bàn, cầm chai rượu vang còn hơn một nửa hơi cạn sạch. Tối nay anh chỉ có thể lấy men say an ủi cõi lòng chứa chan tương tư của mình. Khả Dĩ An vốn cho rằng Lâm Như Sơ là thiên sứ có thể cứu rỗi chính mình, không ngờ rõ ràng thiên sứ đã đồng ý bảo vệ mình, lại rời mình ra đi. Khả Dĩ An mơ màng say, cuối cùng cũng quyết tâm từ bỏ suy nghĩ níu kéo cô lại. Anh vào sàn nhảy, tới gần nhảy cùng một người phụ nữ thuận mắt. Khi Khả Dĩ An tỉnh dậy đã ở một khách sạn gần quán bar, đã là rạng sáng 3 giờ. Vừa tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có một phụ nữ tóc khô vàng. Tay anh còn đang đặt trên một bên nhô lên của cô ta. Khả Dĩ An nhanh chóng rút tay về. Không ngờ người phụ nữ lại áp tới, hai luồng mềm mại trước ngực kề sát vào anh. Khả Dĩ An ghét bỏ lùi hẳn lại. Người phụ nữ vẫn chưa tỉnh, bởi vì điên cuồng nhan sắc hỗn độn, lông mi giả một bên rơi xuống,
do môi loang lổ, khóe miệng có nước bọt. Khuôn mặt bởi vì say rượu trở nên vàng như nến, hoàn toàn không thấy sự gợi cảm nóng bỏng dưới ánh đèn như tối hôm qua ở quán bar. Nhớ tới dung nhan thanh thuần như nước của Lâm Như Sơ, Khả Di An cảm giác hai người đúng là một trời một vực, trong lòng đau đớn vô cùng. Cho dù Lâm Như Sơ có thuần khiết, tốt đẹp thế nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa rồi. Phương Chí Viễn vừa ôm Lâm Như Sơ ra xe, điện thoại vang lên. Phương Chí Viễn vừa nhìn là chị Mai Tây. Sau khi ra tòa ly hôn tầm một tháng, Mai Tây chủ động mở lại điện thoại. Phương Chí Viễn vừa nghe máy, đã truyền tới âm thanh thân thiết của Mai Tây. Chị Viễn à, cậu chưa về ư? Hôm nay có về nhà không? Phương Chí Viễn nói với cô. Chị Mai Tây, hôm nay em không quay về đâu. Em ở bên nhà Khả Dĩ An lấy chút đồ, mai em về nhà. Cúp điện thoại, Phương Chí Viễn nhìn Lâm Như Sơ đang say qua tay lái phụ. Biết nếu giờ đưa cô ấy về nhà, nhất định là bị ông bà già Lâm nghi ngờ và trách cứ. Lúc này tất cả những điều anh làm với Lâm Như Sơ chỉ còn là thiếu một hành động. Khi chưa có sự cho phép của cô, chỉ có sau khi hai người thống nhất được, anh mới có thể thản nhiên đối mặt với ông bà Lâm. Anh lái xe đến bên bờ biển. Phương Chí Viễn cởi áo ngoài xuống bọc lấy cô. Khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp của cô bởi vì uống rượu càng thêm xinh đẹp. Trong một không khí ái muội chật hẹp, Phương Chí Viễn có kích thích muốn lấy dũng khí hôn cô. Anh chậm chậm cúi người. Khi đôi môi chỉ còn cách nhau không tới 1 cm, Lâm Như Sơ đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, bốn hàng mi chớp chớp như là đánh nhau vậy. Phương Chí Viễn hết sức khó xử, không biết là nên tiếp tục hay là đứng dậy. Cả người Lâm Như Sơ bên dưới Phương Chí Viễn run run, đôi môi Phương Chí Viễn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Lâm Như Sơ. Ở giây phút tiếp xúc ấy, Lâm Như Sơ run lên như là bị điện giật, rung động giống như là tưởng tượng của cô, mà còn động tâm hơn so với tưởng tượng. Hơi thở của Phương Chí Viễn tươi mát tao nhã, không có chút phàm tục nào, sạch sẽ tinh khiết như là con người của anh vậy. Cái cuối người kia, cô vốn cho là sẽ kết thúc bằng nụ hôn, nhưng mà lại đổi phương hướng. Đối với Lâm Như Sơ mà nói, cái hôn đó càng khiến người ta rung động. Điều khiến người ta rung động thường hay là những điều thuần mỹ mà tinh khiết. Lâm Như Sơ không dám mở mắt nhìn Phương Chí Viễn, thẹn thùng khẽ cúi đầu. Phương Chí Viễn ngồi thẳng người nhìn Lâm Như Sơ. Có muốn đi dạo một chút không? Đợi tỉnh rượu anh đưa em về. Lâm Như Sơ nhẹ nhàng gật đầu. Phương Chí Viễn đã xuống xe vòng lại, mở cửa xe, tự nhiên giáp tay Lâm Như Sơ. Cô theo anh đi ra biển. Đêm đầu xuân gió vẫn rất lạnh, cô không nhịn được dùng mình một cái. Phương Chí Viễn đưa áo khoác cho Lâm Như Sơ khoác lên, kéo khóa lên tới cổ. Ngón tay lạnh lạnh chạm vào khuôn mặt cô, hai người có cảm giác nhịp tim đập thình thịch. Đêm đã khuya, mọi nơi yên tĩnh, trên bờ biển chỉ có Phương Chí Viễn cùng cô. Hai tay anh nắm lấy bả vai cô. Như Sơ à, hôm nay em đi cùng Khả Dĩ An, anh đi khắp nơi đều không tìm thấy em. Anh phát hiện thực sự em rất quan trọng với anh. Thực ra không biết từ khi nào anh đã yêu em, chỉ là bản thân anh vẫn không biết thôi. Lâm Như Sơ cúi đầu rơm rớm nước mắt. Em vẫn nghĩ là người anh yêu là chị Mai Tây, chẳng hề thích em. Hôm nay em nhìn thấy anh để tâm với chị ấy, tâm trạng em tệ lắm. Thế nên khi luật sư Khả đề nghị em làm bạn gái anh ấy, em đã đồng ý rồi. Phương Chí Viễn nắm chặt đôi vai gầy của cô. Như Sơ, đều là anh sai, là do anh quá do dự nên chút nữa đã đánh mất em. Vừa rồi Khả Di An nhắc tới Liễu Nhạc Hạ, là năm ấy Khả Di An yêu cô ấy là yêu anh. Về sau bởi vì anh do dự làm hại cô ấy bị bệnh như Mai Tây. Bao năm rồi anh vẫn luôn tự trách, từ bây giờ không thể toàn tâm toàn ý bắt đầu đoạn tình cảm mới. Cho nên anh nghĩ tới chị Mai Tây, anh nghĩ tới Liễu Nhạc Hạ năm đó à? Anh muốn bồi thường lỗi của mình với chị Liễu Nhạc Hạ trên người Mai Tây. Lâm Như Sơ vừa rồi ở quán bar nghe được Khả Di An nhắc tới Liễu Nhạc Hạ, giờ nghe Phương Chí Viễn nói là hiểu ngay. Cuối cùng Phương Chí Viễn có thể bình thản đối mặt. Đúng, anh vẫn cho là anh yêu Mai Tây. Mà tới mấy ngày trước khi anh đến Hạ Môn gặp được Liễu Nhạc Hạ, khúc mắc này cuối cùng được tháo gỡ. Cuối cùng anh cũng hiểu đối với Mai Tây, anh chỉ đơn thuần là đồng tình. Bây giờ chị ấy như chị gái của anh, mọi người đều là người nhà của anh. Lâm Như Sơ hỏi tình hình Liễu Nhạc Hạ. Vậy Liễu Nhạc Hạ bây giờ ổn không? Bệnh của cô ấy có đỡ không? Giọng nói Phương Chí Viễn như là chút được gánh nặng. Cô ấy bây giờ ổn rồi, bệnh đã khỏi hoàn toàn. Mà còn có cô con gái rất đáng yêu, người chồng vô cùng săn sóc. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra anh. Anh gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy không hề nhớ, chỉ xem anh như là người xa lạ thôi. Lâm Như Sơ lấy dũng khí hỏi. Chị ấy khôi phục được đúng là tốt.
Đúng là chị ấy không hề nhớ được anh rồi. Anh có cảm giác khó chịu không? Phương Chí Viễn nói, chắc là không. Nhìn thấy cô ấy sống tốt, cuối cùng khúc mắc trong lòng anh cũng tan. Không còn tự trách vì năm ấy mình nhát gan. Cuối cùng anh cũng có thể bỏ ngày hôm qua xuống, cố gắng đối đãi với người thực sự ở trong lòng mình. Lâm Như Sơ nhào vào lòng Phương Chí Viễn, hai người dạo lòng vòng, cuối cùng hiểu được tâm ý của nhau. Hai trái tim trẻ tuổi rung động, tất cả vất vả và bồi hồi đều trở nên đáng. Giờ khắc này đây, có trời biển làm chứng, trăng sáng làm mối, vạn vật thiên địa dường như là tham dự vào tình yêu của họ. Phương Chí Viễn nói với Khả Di An, cho dù cậu muốn đối tốt với cô ấy, chẳng qua bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, hy vọng cậu đừng quấy rối cô ấy nữa. Khả Di An kêu lên, dựa vào cái gì người ta đều yêu cậu, cuối cùng cậu có điểm nào tốt hơn tôi? Phương Chí Viễn bình tĩnh trả lời, cái gì tôi cũng không bằng cậu, tài ăn nói không bằng cậu, năng lực không mạnh như cậu, thậm chí ngay cả việc chơi thể thao không bằng cậu. Tôi chỉ là có trái tim chân thành thôi. Khả Di An lạnh lùng, Phương Chí Viễn à, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cả đời này tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với cậu. Có cậu ở đây, bạn bè bên cạnh cậu chẳng có khả năng có được hạnh phúc. Phương Chí Viễn vào phòng ngủ kéo vali hành lý của anh ra. Khả Di An, cảm ơn cậu thời gian qua cho tôi ở đây. Cũng cảm ơn cậu trợ giúp Mai Tây thắng kiện. Khả Di An xua tay, cậu đi nhanh đi, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu nữa. Phương Chí Viễn để chìa khóa trên bàn, kéo hành lý đi ra khỏi nhà họ Hà. Khả Di An gọi điện cho Hướng Thiên Hạo, đồng nghiệp ở văn phòng luật sư. Hướng luật sư, hôm nay tôi có việc không đến văn phòng. Hôm nay có người ủy thác đưa tư liệu tới, cậu nhận giúp tôi. Nói tôi xem xong tư liệu sẽ liên hệ với anh ta. Hướng Thiên Hạo nghe thấy âm thanh trầm thấp của Khả Di An có chút khó tin. Khả Di An luôn luôn tự xưng là tinh lực dồi dào, trừ bỏ hàng năm đều đi Canada thăm người thân, chưa từng nghỉ phép, làm việc liên tục 24 giờ mới đúng phong cách của anh. Lần này là ý chí tinh thần sa sút xin nghỉ, chắc là đã xảy ra việc gì đó. Hướng Thiên Hạo trêu chọc Khả Di An, Hạ luật sư à, có chuyện gì vậy? Lại có thể khiến người cuồng công việc như anh bỏ lại công việc mà nghỉ ngơi? Không phải là tìm thấy người trong mộng rồi đấy chứ? Khả Di An không chút hứng thú. Không đâu, chính là có cảm giác mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày thôi. Ngày mai tôi lại đi làm bình thường, cậu không cần ngạc nhiên. Hướng Thiên Hạo sảng khoái đồng ý. Được rồi, làm phiền cậu nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện ở văn phòng có tôi đây, cậu không cần lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Khả Di An vào phòng tắm tắm rửa, sau đó trở lại phòng ngủ nằm xuống ngủ. Tối qua cả đêm phong lưu làm anh mệt mỏi không chịu nổi, sau đó nhanh chóng ngủ say. Cả đêm Lâm Như Sơ đắm chìm trong mộng đẹp hạnh phúc, mãi tới khi có tin nhắn mới giật mình, cầm lên điện thoại là Phương Chi Viễn. Như Sơ, dậy chưa? Lát anh tới đón em, tới cửa sẽ nhắn cho em xuống nhá. Lâm Như Sơ không kìm được cười rộ lên. Phương Chi Viễn đúng là ôn nhu săn sóc, đã nhanh chóng thần tốc nhập bạn trai. Lâm Như Sơ vừa đi ra phòng ngủ đã thấy bà Lâm, bà vẫn giận dỗi như tối qua. Nhìn thấy cô cũng phụng phịu không nói câu nào. Lâm Như Sơ cảm thấy lòng trầm xuống, nhưng nhớ tới Phương Chí Viễn, khóe miệng lại hiện ra nụ cười. Ông Lâm trong phòng bếp vội vàng làm cơm, thấy Lâm Như Sơ rời giường liền gọi. Như Sơ à, mau rửa mặt đi con, sau khi rửa xong ráng sáng. Lâm Như Sơ trả lời rồi đi vào phòng vệ sinh. Sau khi xong, nghe điện thoại âm thanh báo tin nhắn, Lâm Như Sơ lấy ra xem là Phương Chí Viễn đã tới. Cô vội vàng cầm lấy túi chạy đi. Ông Lâm đuổi theo sau. Như Sơ à, bữa sáng đều đã xong, con hốt hoảng đi đâu vậy? Ăn bữa sáng lại không ăn. Lâm Như Sơ vừa chạy vừa trả lời, ba, con không ăn đâu, con bị muộn rồi, ba với mẹ ăn đi ạ. Ông Lâm không gọi được cho Lâm Như Sơ, phẫn nộ trở về. Bà Lâm nhìn bộ dáng thất vọng của ông mỉm cười. Chẳng phải ông vẫn ủng hộ con gái lắm đấy à? Sao giờ hồn bay phách lạc như vậy? Con chắc chắn đi gặp cái anh bác sĩ Phương gì đó, làm gì có thời gian ăn bữa sáng ông làm. Thì nó đi thì đi, hai chúng ta ăn. Ông Lâm múc thêm cho bà Lâm một chén cháo nữa, đưa trứng ốp lép và bánh chiên đặt ở trước mặt bà Lâm. Lâm Như Sơ chạy đến ra ngõ, mở cửa thấy Phương Chí Viễn. Anh đưa một suất sữa đậu nành và bánh rán trái cây. Anh sợ là không kịp nên vừa rồi mua cho em, ăn mau đi cho nóng. Lâm Như Sơ cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm nước, cầm lấy bánh rán trái cây, quay đầu hỏi Phương Chí Viễn, anh đã ăn chưa? Anh đừng chỉ quan tâm tới em như vậy. Phương Chí Viễn lắc đầu, lát nữa đến bệnh viện anh lại ăn, dù sao bây giờ lái xe không cách nào ăn được. Lâm Như Sơ cầm bánh rán trái cây đút cho Phương Chí Viễn, anh có chút khó chịu, anh vẫn không thể tiếp nhận sự đối đãi thân mật của người khác như trước.
Tuy biết rõ bây giờ cô là bạn gái mình, có cử chỉ vô cùng thân thiết với anh là điều đương nhiên, nhưng anh vẫn không vượt qua được chướng ngại tâm lý như cũ. Phương Chí Viễn khách khí từ chối. Như sơ này, anh đang lái xe, lại nói anh không đói, em mau ăn đi, cứ kệ anh. Lâm Như Sơ rút hai tay về. Phương Chí Viễn thở dài nhẹ nhõm một cái, tiếp tục thân mật như vậy. Đối với anh mà nói vẫn khiến anh khó xử như cũ. Nếu muốn có mối quan hệ tự nhiên với Lâm Như Sơ là cần thời gian. Phương Chí Viễn quay đầu nhìn Lâm Như Sơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút tủi thân cũng thất vọng. Trong lòng Phương Chí Viễn im lặng nói câu xin lỗi với cô. Nếu bây giờ anh hoàn toàn tiếp nhận một mối quan hệ thân mật, đối với anh mà nói là không dễ. Nhưng anh đang ở thời điểm đột phá sự đề phòng, chờ mong sớm có thể ở bên cạnh cùng Lâm Như Sơ thân mật khăng khít. Lâm Như Sơ yên lặng ăn bữa sáng, biểu hiện của Phương Chí Viễn khiến cô ẩn ẩn có chút bất an. Phương Chí Viễn quay đầu nhìn cô. Anh biết sự đau buồn âm thầm trong lòng cô gái thuần khiết này, nhưng anh không cách nào mở miệng giải thích với cô ấy, chỉ có thể âm thầm đau lòng. Đến bệnh viện, Phương Chí Viễn xuống xe mở cửa cho Lâm Như Sơ. Tiểu Thiên đi ở phía sau thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống. Tình yêu đơn phương dài đằng đẵng từ nay sẽ hạ màn. Phương Chí Viễn cùng Lâm Như Sơ vào cửa lớn bệnh viện, sau đó hai người đi đến khoa cấp cứu khám và khoa phụ sản, mỗi người bận rộn với công việc của mình. Tiểu Thiên đến khoa cấp cứu sau, sắc mặt vô cùng kém. Chị Lâm thân thiết hỏi, ơ hai Tiểu Thiên, em sao thế này? Có phải là không thoải mái không đấy? Sao sắc mặt lại như thế này? Tiểu Thiên trầm mặc không nói, Phương Chí Viễn cũng liếc nhìn Tiểu Thiên một cái. Tiểu cô nương này ngày thường luôn luôn vui vẻ ra mặt, hôm nay sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Phương Chí Viễn thân thiết hỏi, Tiểu Thiên à, sao lại vậy? Tiểu Thiên không thèm nhìn Phương Chí Viễn, thái độ với anh khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Phương Chí Viễn lắc đầu, thực sự không hiểu được mấy tiểu cô nương như Tiểu Thiên cả ngày suy nghĩ cái gì. Phương Chí Viễn xoay người đi vào phòng bệnh. Tiểu Thiên nhìn bóng lưng Phương Chí Viễn, nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống. Chị Lâm dường như hiểu được sự khác thường của Tiểu Thiên, khẳng định là có quan hệ với Phương Chí Viễn. Cô ghé vào bên tai Tiểu Thiên. Nhà đầu ngốc này, rõ ràng thích người ta nói chuyện với em, xem không để ý tới người ta. Tiểu Thiên tủi thân nhà vào lòng chị Lâm. Chị Lâm ơi, em sắp đau lòng mà chết thôi, em khổ sở lắm. Chị Lâm vỗ bả vai Tiểu Thiên. Tiểu Thiên à, đừng nghĩ vậy, đừng khóc nào. Khóc đâu có đẹp. Bác sĩ trong bệnh viện, ngoài bác sĩ Phương em thích ai? Chị Lâm giới thiệu cho em vài người được không? Tiểu Thiên vẫn giấu mặt trong lòng chị Lâm mà nức nở. Chị Lâm lấy khăn tay lau nước mắt cho Tiểu Thiên. Được rồi, nở nụ cười mới xinh đẹp. Cậu ấy không thích em là do cậu ấy không ánh mắt. Ai mà nhìn chúng Tiểu Thiên nhà chúng ta, đúng là phúc khí bằng trời. Dưới sự khuyên nhủ của chị Lâm, Tiểu Thiên cuối cùng nín khóc mỉm cười. Chị Lâm đẩy đẩy Tiểu Thiên. Hôm nay sắp bận điên rồi đấy, em mau chóng đi sắp xếp làm thí nghiệm cho bệnh nhân mới đi. Sáng sớm chị Mai Tây tỉnh giấc, tâm tình vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng giải trừ quan hệ hôn nhân với Lục Tử Minh. Đối với cô mà nói, trong cuộc hôn nhân này cô đã chịu bao hành hạ, đây thực sự là một loại giải thoát. Người một nhà đang ngồi quanh bàn ăn bữa sáng, có người gõ cửa, ba người liếc nhìn nhau, sớm thế này ai tới chứ? Thực là làm người ta khó hiểu. Ông Trình đứng dậy mở cửa, một cậu thanh niên cầm một bó hoa hồng đỏ. Chào bác, cháu tìm chị Trình Mai Tây. Ông Trình định đưa tay nhận hoa, cậu thanh niên rút tay về. Dạ, khách đặc biệt yêu cầu đích thân giao cho chị Trình Mai Tây, nên đành phiền bác cho cháu gặp chị ấy. Ông Trình đưa cậu vào phòng, cậu đưa hoa cho Trình Mai Tây, sau đó lui về sau một bước, lấy bưu thiếp được đóng gói tinh xảo đưa cho Trình Mai Tây. Đây là khách hàng dặn dò, nhất định phải tự mình đưa cho chị. Mai Tây mở phong bì lấy bưu thiếp, bề trên nét chữ của Bộc Tấn. Bao nhiêu người yêu lúc em còn thanh xuân vui vẻ, yêu thích sự mễ lệ của em, nhiệt tình cùng giả ý. Chỉ có một trái tim yêu em, yêu cả những nếp nhăn thời gian trên gương mặt em. Bưu thiếp ký tên là PG. Chị Mai Tây hiểu ý, nở nụ cười. Đây là trò chơi họ yêu thích nhất khi còn đi học, lúc nào cũng viết tắt để xưng hô với người yêu. Chị Mai Tây cầm hoa lên, ngửi một hơi thực sâu. Không có người phụ nữ nào ngăn chặn được sự tấn công của hoa tươi, nhất là hoa tươi do người đàn ông chính mình yêu thương đưa tới. Hoa có thể làm người ta rung động, cũng không phải vì vẻ đẹp vốn có của nó, mà vì người đứng sau những bông hoa đó. Ông Trình đi vào, nhìn thấy vẻ mặt say mê của Mai Tây, khuôn mặt không nhịn được lộ ý cười. Mai Tây à, sao vui vẻ vậy? Ai tặng hoa con thế? Mai Tây cẩn thận nhìn ông Trình. Ba, con nói cho ba, nhưng ba không được tức giận đấy. Ông Trình thở dài.
Người có thể khiến con gái ba vui vẻ như vậy, ba làm sao có thể tức giận? Chỉ cần con gái của ba vui, thế là tốt rồi. Bà Trình nhìn hoa hồng. Hoa này đúng là đẹp đấy. Đúng là không đẹp bằng con gái của mẹ. Con gái của mẹ còn đẹp hơn hoa, càng nhìn càng xinh mà. Chị mẹ Tây nhìn bà Trình. Nhà nào có bà mẹ khen con gái mình như vậy đâu, đúng là xấu hổ quá. Bà Trình vẫn chăm chú nhìn Mai Tây, nước mắt dần dần nổi lên trong hốc mắt. Mai Tây của chúng ta không dễ dàng gì, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Ông Trình miệng trách cứ vợ. Mẹ nó à, sao bà lại khóc? Cuối cùng Mai Tây nhà chúng ta được ly hôn như ý nguyện, lại có người yêu lần nữa. Chúng ta nên vui mừng cho nó mới phải, sao lại khóc? Mai Tây đề nghị. Thôi được rồi, hai người cùng con đi dạo phố đi, lâu lắm rồi con không ra phố. Vừa hay đi mua bộ quần áo mới, chờ khi nào đi làm thì mặc. Giọng nói ông Trình lộ vẻ vui sướng. Mai Tây, con đã quyết định quay về Nam Thiên đi làm rồi ư? Mai Tây trả lời chắc chắn. Dạ đúng ạ, bây giờ chuyện ly hôn đã xong, con quyết định vẫn là về Nam Thiên làm việc. Có thể suy xét về Trùng Khánh làm việc không con? Đổi hoàn cảnh có khi có lợi với con đấy. Mẹ Tây kiên quyết nói. Con vẫn luôn đi làm ở đây, đã quen hoàn cảnh công việc. Về lại Trùng Khánh, toàn bộ đều phải làm lại từ đầu. Mà tình cảm của con đối với Nam Thiên ba mẹ đều biết. Con ngã ở đâu thì muốn đứng lên ở đó. Ông Trình than thở một tiếng. Nếu con đã quyết tâm, ba mẹ sẽ ủng hộ con. Ba người nắm tay đi ra ngoài. Tinh thần Trình Mai Tây rất tốt. Đi dạo một vòng xong, không chỉ có Mai Tây mua được quần áo, ngay cả ông bà Trình cũng có thu hoạch. Vốn là những việc nhỏ đã quen thuộc hàng ngày, bây giờ nhìn lại thấy vô cùng trân quý. Mua xong quần áo, Mai Tây định mời ba mẹ ăn cơm trưa ở nhà hàng xoay tròn ở tầng thượng của trung tâm thương mại. Bà Trình từ chối. Thôi, về nhà ăn đi. Ăn bên ngoài đắt lắm, về nhà mẹ làm cho con ăn. Mai Tây kiên trì. Không được mẹ à, hôm nay chúng ta ăn bên ngoài. Về sau con muốn ba mẹ được hưởng thụ nhiều hơn, đừng cả ngày chỉ lo tiết kiệm tiền. Buổi chiều về nhà mẹ lại làm cho con ăn cũng được. Ông Trình khuyên bảo vợ. Mai Tây giờ khỏi bệnh rồi, cũng ly hôn thuận lợi. Hôm nay tất cả mọi người đều vui, cùng ở bên ngoài ăn bữa cơm, ba đừng làm nó buồn. Cơm nước xong, ba người về nhà. Lúc xuống taxi, cuối cùng Mai Tây có chút không chịu nổi, nằm trên giường lâu, thể lực giảm sút nhiều. Bà Trình xách mọi thứ, ông Trình đỡ Mai Tây vào sân. Giữa trưa, Trình Mai Tây theo thường lệ giấc ngủ trưa. Ông Trình đi vào nhà ấm trồng hoa, cày đất tưới nước. Bà Trình làm việc nhà. Lúc nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, ông Trình đứng dậy mở cửa, lại thấy bên ngoài là Tiểu Lý và một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp trẻ tuổi. Ông Trình bất ngờ. Tiểu Lý vội vàng giới thiệu cho ông Trình. Chú à, đây là chị Lâm, tổng giám sát tài vụ của công ty chúng cháu. Chị ấy muốn tới thăm chị Trình. Ông Trình đánh giá Lâm Mỹ từ trên xuống dưới một phen, rồi sau đưa tay chỉ về hướng trong nhà. Tổng giám sát Lâm à, mời vào. Phiền chị tự mình đến thăm Mai Tây, thực sự ngại quá. Lâm Mỹ hơi gật gật đầu, đưa bước chân vào nhà. Tiểu Lý theo sát phía sau. Ông Trình đóng cửa xong đi theo lưng hai người. Bà Trình tiến đến chào đón. Ông Trình vội vàng giới thiệu cho bà. Đây là tổng giám sát Lâm ở công ty Mai Tây. Bà Trình khách khí mời hai người vào. Lâm Mỹ vào phòng khách nhìn chung quanh một vòng không thấy Trình Mai Tây, nên mở miệng hỏi. Phó tổng giám sát Trình sao không thấy đâu, cô ấy đâu rồi ạ? Ông Trình chỉ vào phòng ngủ của Mai Tây. Mai Tây nó đang ngủ trưa, vừa mới ngủ xong, cháu chờ chút để chú gọi nó dậy. Bà Trình lại vội vàng pha trà cho hai người. Lâm Mỹ nhìn khắp bốn phía. Cô à, hình như cháu được biết nhà của phó tổng giám sát Trình không phải ở đây. Sao hai người lại ở nơi này? Bà Trình vội vàng giải thích. À thì đây không phải nhà Mai Tây, hai chúng ta ở tạm nhà con nuôi. Thì ra là vậy, nhà này đẹp quá. Xem ra con nuôi của cô chú là người có tiền. Lâm Mỹ liếc mắt một cái, nhận ra giá trị xa xỉ của căn biệt thự này. Bà Trình nói qua loa. Cũng bình thường thôi, đây là ông bà nó để lại cho nó. Lâm Mỹ dường như vô cùng hứng thú với người có tiền. Vậy con nuôi cô không có nhà ư? Con nuôi cô làm bác sĩ, giờ nó đang làm việc, buổi tối nó mới về. Hóa ra là bác sĩ ạ, vậy thì cũng vất vả lắm. Lâm Mỹ nhíu mày, nhất thời chẳng có chút hứng thú. Ông Trình vào phòng ngủ, Trình Mai Tây vẫn đang ngủ ngon lành. Ông nhẹ giọng gọi. Mai Tây à, mau tỉnh lại đi. Lâm tổng giám sát ở công ty con tới thăm con. Việc con về công ty làm, ngày đó đã nói rõ với tổng giám đốc Viên rồi. Cô ta tới đây làm gì chứ? Chị mẹ Tây nhíu mi, có chút không hiểu nổi trong lòng Lâm Mỹ đang nghĩ cái gì.
Ông trình báo cho Mai Tây. Con cứ dậy đã, ra ngoài nghe xem nó nói gì. Ba thấy người phụ nữ này không đơn giản đâu, đừng trúng bẫy của nó. Bà cứ yên tâm đi, con sẽ không mắc mưu của cô ta nữa đâu. Chị Mai Tây nhấc cánh tay, đưa chân chuyển đến bên giường, đứng dậy đi ra ngoài. Ông Trình định đỡ cô ra ngoài, chị Mai Tây lắc đầu. Cô vừa ra khỏi cửa, Lâm Mỹ nhiệt tình đứng dậy đi tới đỡ Mai Tây. Phó Tổng Giám sát Trình à, mới bao lâu không gặp. Ái chà, sao chị gầy thế này? Tôi nghe Tiểu Lý nói phải nhanh chóng tới gặp chị đấy. Lâm Mỹ không hề nói chuyện. Trình Mai Tây rời công ty, một bộ đồng nghiệp nhiệt tình quan tâm như xưa. Trình Mai Tây từ trước đến nay đều không quen xã giao như vậy, nhưng thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cười cười. Lâm Mỹ lại giống như là tự nhiên nhiệt tình. Cho dù biểu tình của Mai Tây vô cùng lạnh lùng, cô ta cũng vẫn giữ được vẻ nhiệt tình. Phó Tổng Giám sát Trình này, chị bị bệnh thế này, làm sao không nói với người công ty một tiếng? Như vậy chúng tôi cũng có thể phái người tới hỗ trợ chăm sóc chị. Chị cần gì cứ việc nói với tôi, cho dù nói thế nào, chị cũng là Phó Tổng Giám sát tài vụ của công ty chúng tôi. Chị Mai Tây cười lạnh. Lúc ấy tôi đã chuyển đơn xin nghỉ tới công ty rồi mới rời đi. Tôi cũng đã không phải là người của thương mại Nam Thiên, làm sao không có biết xấu hổ mà làm việc công ty chứ. Chị nói gì thế, chị là người cũ của công ty, lại có công lao lớn đối với sự phát triển của bộ phận tài vụ. Công ty làm sao có thể dễ dàng cho chị nghỉ như vậy được. Có điều tôi nhìn tình hình này của chị, còn cần nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian. Chị cứ yên tâm, nghỉ ngơi không cần quan tâm chuyện công ty. Công việc của chị tôi đã sắp xếp những người khác làm rồi. Lâm Mỹ uyển chuyển khuyên chị Mai Tây lại nghỉ ngơi thêm khoảng thời gian nữa. Chị Mai Tây trả lời không kiêu ngạo, không nịnh bợ. Cảm ơn Tổng Giám sát Lâm quan tâm, tôi sẽ an tâm dưỡng bệnh. Về chuyện công việc, đành phải vất vả Tổng Giám sát Lâm rồi. Lâm Mỹ thấy đạt được mục đích, vội vàng để Tiểu Lý đi lấy đồ mang đến. Chị khách sáo quá đấy, tôi biết là quá muộn, chị đừng giận. Tiểu Lý này, mau mang đồ thực phẩm chức năng tôi mua cho Phó Tổng Giám sát Trình tới đây. Tiểu Lý lấy túi lớn túi bé từ trên xe xuống. Bà Trình khách sáo cảm ơn. Lâm Mỹ lắc đầu. Cô à, cháu biết là quá muộn, nếu không đã sớm để Tiểu Lý đưa cháu tới. Vất vả cô chăm sóc Phó Tổng Giám sát Trình, chúng cháu đang ngóng trông chị ấy hồi phục để đi làm lại đây. Lâm Mỹ đứng dậy chào. Chị Mai Tây nói cảm ơn khách sáo. Tổng Giám sát Lâm, dưới lúc bận rộn vẫn tranh thủ thời gian thăm tôi, thực sự cảm ơn. Lâm Mỹ lặng lặng nở nụ cười. Chị nói gì thế, chúng ta vẫn đều là đồng nghiệp tốt. Về công về tư đều nên đến thăm chị. Chị à, cứ ở nhà yên tâm tĩnh dưỡng thôi. Chị Mai Tây giả vờ tiếp nhận ý tốt của Lâm Mỹ. Được rồi, cảm ơn cô. Tổng Giám sát Lâm thông cảm với tôi như vậy. Tiễn bước Lâm Mỹ, ông Trình bà Trình trở lại phòng khách. Ông cảm thấy có chút kỳ lạ. Mấy ngày hôm trước viên tổng của các con đã tới thăm, vì sao Lâm tổng ngày hôm nay còn đến? Mà còn chuyện con quay lại đi làm đã nói xong rồi, giờ nó tới đây nói con từ từ đi làm là sao? Chị Mai Tây đoán. Có khả năng cô ta định lại làm cái gì đó. Có thể là vì chức tổng giám sát tài vụ cô ta đã nhận được, lại để con quay về làm, sợ con cướp đoạt chức tổng giám sát tài vụ đó. Ông Trình hỏi thăm Mai Tây. Không nghĩ tới cô ta có tâm cơ như vậy, thế con chuẩn bị làm thế nào? Chị Mai Tây gắn từng chữ. Vẫn quay lại làm như kế hoạch ban đầu thôi, nhưng nhất định phải tìm cơ hội gặp mặt chủ tịch hội đồng quản trị, nói ra những mánh khóe của cô ta, để cô ta mất cái chức tổng giám sát này. Ông Trình có chút lo lắng, nhưng bà thấy người phụ nữ này công phu xã giao không đơn giản. Nếu mà con cứng đối cứng, khẳng định không phải là đối thủ của cô ta. Bà cứ yên tâm đi. Chỉ là trước đây con vẫn lấy tinh thần tập trung công việc, không có quá chú ý những mặt này. Nếu con dùng tâm tốn sức, chưa chắc đã không phải là đối thủ của cô ta. Chị Mai Tây trải qua kiếp nạn này dường như có những suy nghĩ và cách nhìn khác hẳn đối với công việc và cuộc sống. Ông Trình dặn dò Mai Tây. Con có lòng tin là ba yên tâm. Có điều con nhất định phải chú ý nhiều hơn, nếu không lại bị nó tính kế đấy. Mai Tây gật đầu. Mẹ à, tối qua con gọi điện thoại, chị Viện nói đêm nay nó về đây ở đấy. Tối mẹ làm thêm mấy món đi. Lát nữa con gọi nó bảo mời bác sĩ Lâm cùng tới luôn. À thế à, vậy mẹ đi chuẩn bị ngay, con gọi điện thoại xong nói với mẹ một tiếng. Bà Trình vui mừng dạo dực đi vào phòng bếp. Con trai nuôi về nhà làm bà hết sức vui mừng. Chị Mai Tây gọi điện thoại hai lần, Phương Chí Viễn không nghe máy. Qua hồi lâu gọi lại. Chị Mai Tây à, có chuyện gì vậy? Mai Tây nói. Cậu hôm nay có về nhà không đấy? Buổi tối mời bác sĩ Lâm cùng về ăn cơm, mẹ nhớ cô ấy.
Phương Chí Viễn trầm ngâm đáp lời. Vâng, hết giờ làm em về. Nếu như Như Sơ không bận, em bảo cô ấy về cùng. Mai Tây nghe được Phương Chí Viễn thay đổi cách xưng hô với Lâm Như Sơ, giật cả mình. Chẳng nhẽ bọn hắn hai người xác định quan hệ rồi ư? Chỉ Mai Tây gọi bà Trình. Mẹ à, chị Viễn buổi tối trở về đấy, mà mang theo con dâu tương lai trở về cho mẹ xem. Bà Trình không tin. Thật không đấy, con đừng có đùa mẹ. Ngày hôm qua lúc còn ở tòa án, chưa nhìn ra hai đứa chúng nó có quan hệ gì đặc biệt. Hôm nay đột nhiên thành con dâu tương lai, con đừng làm mẹ vui mừng vô ích. Ơ hay, vừa rồi chị Viễn nói nó còn gọi bác sĩ Lâm là Như Sơ. Trước kia đều khóa cuối là bác sĩ Lâm, xưng hô thay đổi chính là một tín hiệu ạ. Ôi dồi ôi, Viễn Viễn có được bác sĩ Lâm là phúc khí của nó. Lần này bà ngoại và ba mẹ nó ở dưới Cửu Tuyền cuối cùng có thể yên tâm. Bà Trình quay người vào phòng bếp. Hôm nay bà phải chuẩn bị thêm mấy món tủ, không chỉ có hầm canh, lại làm cá hấp, lại còn có một nồi lẩu bé bé. Đối với người Trùng Khánh mà nói, cả nhà đoàn tụ nếu không ăn lẩu hoàn toàn không có không khí đoàn tụ. 7 giờ tối, Phương Chí Viễn xách vali dẫn theo Lâm Như Sơ vào cửa nhà họ Phương. Ngay cả ông Trình vẫn luôn chậm chạp, cũng nhìn ra quan hệ của hai người có thay đổi. Lâm Như Sơ thẹn thùng cúi đầu. Cả nhà ai ngồi vào chỗ của người đó, đoàn tụ ở nhà họ Phương chính thức bắt đầu. Chị Mai Tây lại cảm giác mất mát. Bữa cơm đoàn tụ này thiếu mất một người. Đối với cô mà nói, ngày đẹp cảnh vui không còn nhiều ý nghĩa nữa rồi. Ông Trình vừa mới tuyên bố khai tiệc, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nhìn Mai Tây một lát. Chị Mai Tây đầy cõi lòng chờ mong đứng lên. Ba, con đi mở cửa cho. Ờ, con đi đi. Ông Trình gật đầu. Mọi người đoán được người đến là ai, đồng thời buông đũa xuống chờ đợi. Mai Tây ra mở cửa. Ngoài cửa quán như là bộc tấn. Bố mắt nhìn nhau, vậy mà lại không thể mở miệng. Trải qua giữa chừng có bao nhiêu bắt đầu thay đổi, biết bây giờ cuối cùng có thể không hề ràng buộc đứng đối diện với nhau, như thời hai người đều có chút nghẹn lời. Từ lâu sau, chị Mai Tây mở miệng. Anh đã đến rồi. Bộc tấn một câu hai nghĩa. Anh đến đây hy vọng là không quá muộn. Không đâu, mọi người vừa mới ngồi xuống bàn thôi, anh tới vừa vặn kịp ăn tối của mọi người. Chị Mai Tây dùng việc nhỏ đáp lại câu hỏi về việc lớn của Bộc Tấn. Hai người bốn mắt đối diện, cuối cùng rưng rưng mà cười. Giờ khắc này tới không dễ dàng như vậy. Bộc Tấn đi vào cửa, quay người đóng cửa nhà, ra tay Mai Tây. Xa cách hơn 7 năm, hai người cuối cùng lại nắm tay, cảm giác quen thuộc mà xa lạ ập tới. Hai người cùng nhau đi vào, bốn người trên bàn đồng thời nhìn hai người. Nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt, tự hồ không cần nói quá nhiều. Mặc dù trong lòng ông Trình có khúc mắc, lại chỉ mở miệng gọi họ vào vị trí. Thôi đến đây, ngồi xuống ăn cơm nào. Bộc Tấn thật không ngờ rằng ông Trình lúc trước kia kịch liệt phản đối như vậy, giờ dễ dàng chấp nhận mình như thế, có chút không dám tin tưởng tai mình. Chị Mẹ Tây thì dùng lực kéo anh ngồi xuống. Ba gọi anh ngồi xuống ăn cơm, mau ngồi xuống đi. Bà Trình vội vàng giục. Thôi mau ngồi xuống, để cô lấy thêm bộ bát đũa nữa cho. Bộc Tấn và Mai Tây ngồi xuống. Phương Chí Viễn đứng dậy. Bà nuôi à, khó có được hôm nay mọi người ở đây đông đủ, con đi lấy bình rượu, mọi người chúng ta cùng nhau uống vài chén. Ông Trình gật đầu. Phương Chí Viễn lấy một chai rượu tây trong tủ rượu, rót ba người mỗi người một chén. Ông Trình cầm ly rượu lên, mấy lần muốn mở miệng lại nghẹn ngào. Bộc Tấn, Viễn Viễn à, nào, ba người chúng ta uống một chén. Ba người cầm cốc lên, cùng chạm cốc, rồi đều ngã ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Ba người phụ nữ đều tự trách cứ người đàn ông của chính mình. Sao uống nhanh như vậy, uống chậm một chút. Bà Trình mẹ xoa xoa nước mắt. Mọi người ăn nhiều chút nào, đừng chỉ uống rượu, uống nhanh dễ say lắm. Để mẹ đi lấy lẩu, mọi người vừa ăn vừa uống. Sau khi ăn xong, Bộc Tấn xấp tư liệu từ trong túi đưa cho ông Trình. Chú à, đây là thư mời cháu nhờ bạn học ở Mỹ làm. Cháu lại nhờ người làm visa đi chữa bệnh. Cháu muốn đưa Mai Tây đi Mỹ điều trị, hy vọng cô và chú đồng ý. Ông Trình nhận tài liệu, nhìn ngược về phía Phương Chi Viễn. Viễn Viễn này, theo tình hình bình phục hiện nay của Mai Tây, có cần đến Mỹ điều trị không? Phương Chi Viễn khách quan phân tích. Tình hình khôi phục của chị Mai Tây vẫn rất tốt. Có điều là điều kiện chữa bệnh ở Mỹ đương nhiên là tốt hơn so với trong nước. Để chị ấy đi kiểm tra một lần cũng tốt ạ. Ông Trình nhìn ngược phía Bộc Tấn. Bộc Tấn này, chuyện trước kia của cậu và Mai Tây chúng tôi đều biết. Chúng tôi không rõ ràng lắm, năm đó cậu có bất đắc dĩ gì mới bỏ lại Mai Tây mà rời đi. Nhưng nếu bây giờ nó lại lựa chọn cậu lần nữa, cho dù là cậu mang nó xuất ngoại hay là ở lại trong nước, chúng tôi chỉ hy vọng cậu có thể đối tốt với nó.
Mộc Tần đứng dậy, cúi đầu thực sâu với ông bà Trình. Cô chú à, cháu biết trước đây cháu có lỗi với Mai Tây, nhưng quả thật lúc ấy cháu có nguyên nhân bất đắc dĩ. Hy vọng cô chú có thể tha thứ cho cháu, yên tâm giao Mai Tây cho cháu. Mai Tây nhìn ngược phía Mộc Tần. Em vốn định là cuối tuần về công ty đi làm, chuyện này đối với em mà nói thực sự là quá đột ngột, em cần phải cân nhắc thêm đã. Mộc Tần nhìn phía cô. Mai Tây à, trải qua nhiều chuyện như vậy em vẫn không rõ ư? Em rời công ty vẫn làm việc như cũ, nhưng nếu mà gia đình này thiếu em thì sẽ chết đấy. Em vẫn nên đi với anh sang Mỹ khám bệnh đã. Sau khi đi Mỹ về, anh lựa chọn một thời điểm tốt nhất để em về công ty đi làm. Khí chất siêu cường cùng lực ảnh hưởng mạnh mẽ của Bộc Tấn bất chi bất giác đạt được sự tán thành của mọi người. Bà chỉ nhìn Bộc Tấn với vẻ khen ngợi liên tục gật đầu. Mai Tây à, Bộc Tấn nó nói có lý. Trước tiên con cứ chữa bệnh xong đã, rồi về đi làm không muộn mà. Phương Chí Viễn và Lâm Như Sơ là bác sĩ, cũng nhất trí với ý kiến của Trình Mai Tây đi Mỹ khám bệnh. Vì thế quyết định việc này không nên chậm trễ, đặt luôn vé máy bay ngày hôm sau. Sau khi bàn bạc xong, Bộc Tấn đi về trước, hẹn ngày hôm sau qua đón Mai Tây, cùng đi Hồng Kông, sau đó chuyển chuyến bay đi Los Angeles. Phương Chí Viễn lái xe đưa Lâm Như Sơ về nhà. Đêm đó, ông bà Trình bận đến tận nửa đêm giúp Mai Tây thu dọn hành lý đi Mỹ. Bà Trình vô cùng không đành lòng. Mai Tây này, con đi một mình có được không đấy? Mai Tây trấn an mẹ. Con không sao đâu mà, mẹ đừng lo quá. Con có Bộc Tấn đi cùng, ba mẹ đừng có lo. Chờ con từ Mỹ về, nhất định hoàn toàn khôi phục. Sáng sớm hôm sau, Bộc Tấn mang theo hành lý đi tới nhà họ Phương. Phương Chí Viễn lái xe đưa hai người đi ra sân bay. Bộc Tấn từ chối. Phương Chí Viễn chỉ nói, anh không cần khách sáo đâu, tôi không phải là tiễn anh, là tôi tiễn chị tôi. Đến sân bay, Phương Chí Viễn ngồi trên xe, nhìn theo hai người đi vào. Nhìn Bộc Tấn cẩn thận chăm sóc Mai Tây, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy vô cùng yên ổn. Người phụ nữ khiến anh vừa lòng lại lo lắng, hóa ra chính là người chị đã định trong số mệnh của anh. Mà đến khi hai người đi khuất rồi, Phương Chí Viễn mới lái xe về bệnh viện đi làm. Lúc máy bay cất cánh, nước mắt Mai Tây rơi ào ào. Chuyến bay này vốn là phải từ 7 năm trước, vậy mà bây giờ mới được như nguyện. Nhìn thấy nước mắt cô, Bộc Tấn vô cùng bối rối, dùng tay lau đi nước mắt của Mai Tây. Mai Tây này, em sao thế? Không thoải mái ư? Em đừng làm anh sợ. Mai Tây nhìn Bộc Tấn. Là em rất vui thôi, cho nên mới khóc. Bộc Tấn này, nếu 7 năm trước em ngồi trên chuyến bay như thế này, có phải về sau sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không? Bộc Tấn đau lòng nhìn Mai Tây. Mai Tây à, đều là lỗi của anh. Là anh hại em chịu nhiều đau khổ. Anh không rời bỏ em nữa, anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của anh để yêu em. Mai Tây nhào vào lòng Bộc Tấn. Đôi uyên ương trải qua bao nhiêu khó khăn, cách 7 năm ròng rã, cuối cùng ôm nhau mà khóc. Cuối cùng họ vượt qua khoảng cách thời gian không gian, lại hoàn toàn có được nhau. Sau khi Lâm Như Sơ dậy, ông Lâm chuẩn bị xong bữa sáng. Cô ngồi xuống bàn ăn, bưng bát cháo đang định ăn. Ông Lâm cầm lấy. Hôm nay không ai tới đón hả? Cuối cùng có thể ở nhà ăn bữa sáng rồi đây. Lâm Như Sơ giơ ngón tay lên bên môi. Ba nhỏ giọng một chút đi, một lát mẹ nghe thấy lại giận đấy. Ông Lâm đặt cháo xuống, đưa Lâm Như Sơ cái quẩy. Mau ăn đi, trước mặt mẹ con không dám thở mạnh, chỉ dám không lớn không nhỏ với ba. Lâm Như Sơ lè lưỡi, nhỏ giọng lấy lòng ông Lâm. Ba tốt nhất, con yêu nhất ba. Bà Lâm đi ra, thấy hai cha con thầm thì to nhỏ, lạnh lùng quát. Ba con hai người nói xấu gì tôi vậy? Mau nói rõ ràng đi. Lâm Như Sơ cười. Mẹ à, con với ba sao dám nói xấu mẹ? Chỉ là sợ ầm ĩ mẹ ngủ cho nên nói nhỏ thôi mà. Bà Lâm cười lạnh. Từ khi nào mẹ con ngủ muộn thế hả? Con giờ lớn rồi. Vây cánh cứng cáp, đều coi mẹ như là ngốc vậy. Mau thành thật nói cho mẹ, tối qua đi đâu? Không về nhà ăn cơm cũng thôi, mỗi ngày đều về muộn như thế là chuyện gì? Mẹ à, con đi chơi cùng đồng nghiệp mà, chơi vui quá cho nên về muộn ạ. Cùng đồng nghiệp đi chơi là một đám đồng nghiệp à? Hay là chỉ có một mình bác sĩ Phương? Đừng có lừa gạt mẹ. Thì con chính là đi cùng bác sĩ Phương. Tự do yêu đương, tự do hôn nhân, đi chỗ nào con cũng có lý mà. Bà Lâm giận tím mặt. Lâm Như Sơ à, chừng nào con dám gan báo chống đối mẹ như vậy đấy hả? Ông Lâm nháy mắt với con gái. Được rồi, đừng chống đối mẹ con nữa. Mẹ con đang ở thời kỳ mãn kinh, con nhường bà ấy chút đi. Bà Lâm trừng mắt. Ai nói tôi mãn kinh? Ông mới mãn kinh ấy. Ông Lâm chỉ cầu có thể trấn an được bà Lâm.
Được rồi, bà không có thời mãn kinh, là tôi mãn kinh. Lâm Nhật Sơ ăn vội mấy miếng, đựng nửa bát cháo, đứng dậy vào phòng thay quần áo. Ông Lâm nhìn nửa bát cháo còn lại gọi cô. Như Sơ à, đừng có vội, bữa sáng phải ăn no, mà mau ăn nốt nửa bát cháo đi đã. Thôi không ăn nữa đâu ạ, con không kịp nữa rồi. Cô vừa đứng dậy vừa đóng cửa. Ông Lâm lắc đầu, hai người phụ nữ trong nhà là một vở kịch phong phú. Các vai trò làm ông diễn hết sức cùng lực kiệt. Nhanh chóng cần có người tới giúp đỡ để phân ra, nếu không ông thực sự có chút không chịu nổi. Lâm Như Sơ sau khi thay đồ xong liền ra cửa, bỏ lại lời lải nhải của ông Lâm và lời răn dạy của bà Lâm. Đến bệnh viện, cô nhắn tin cho Phương Chi Viễn, mới biết anh vừa đến sân bay sẽ về bệnh viện ngay. Ở đại sảnh bệnh viện, Lâm Như Sơ gặp Lục Tử Minh. Sao mặt Lục Tử Minh xanh mét, cô đoán là có lẽ bệnh tình bà Lục có chuyển biến xấu. Nhìn tiếp xúc giữa hai người trước đây không thoải mái, ánh mắt hai người lướt nhau qua một giây, sau đó chỉ gật đầu rồi đi qua. Lâm Diệp Sơ cố ý hỏi đồng nghiệp khoa não, biết bệnh tình bà Lục vẫn chưa có chuyển biến xấu, chẳng lẽ là Cốc Thư Tuyết gặp chuyện không may. Cô thầm nghĩ rồi bỏ qua chuyện này. Nếu lúc trước cũng bởi vì chuyện của Mai Tây mà có chút chán ghét với Lục Tử Minh, hiện giờ bọn họ đã ly hôn thì đã không còn liên quan với mình. Lúc này đây, Lục Tử Minh cả đầu đầy phiền não, cả bản không rảnh bận tâm Lâm Như Sơ. Hôm nay là ngày khai giảng, sáng sớm hắn mới vừa tới học viện, đã có thông báo của phòng hành chính học viện. Có một bức thư tố giác gửi cho viện trưởng Cát. Trong thư tố giác, tác phong sinh hoạt cá nhân của hắn không kiềm chế, có quan hệ không đúng cùng giáo viên thực tập ở trường. Trường học đã đình chỉ công việc của hắn, chuyện ở lại trường của giáo viên thực tập Cốc Thư Tuyết cũng đã gác lại. Tạm thời Lục Tử Minh đã quyết định giấu Cốc Thư Tuyết chuyện này, nhưng nhiều nhất chẳng qua chỉ 1-2 ngày. Cốc Thư Tuyết chắc chắn sẽ biết, cô nhất định sẽ ầm ĩ với hắn. Lúc ấy đứa bé có giữ được hay không rất khó nói, tương lai của hai người lại càng không thể nói đến. Ngày hôm qua, sau khi nhận được phán quyết của tòa án, Cốc Thư Tuyết đã ầm ĩ cùng Lục Tử Minh một hồi. Cốc Thư Tuyết vốn cho là đi theo Lục Tử Minh sẽ có nhà có xe. Ai đoán được một khi ly hôn, sau khi ly hôn tài sản duy nhất Lục Tử Minh được đó là cái xe cũ. Cốc Thư Tuyết thất vọng với hắn. Nếu lại biết chuyện ở trường hỏng bét, chỉ sợ Cốc Thư Tuyết không giữ lại đứa bé. Lúc ấy Lục Tử Minh sợ là gà bay trứng vỡ, hai bàn tay trắng. Cho tới giờ, Lục Tử Minh chỉ có thể ôm cách nghĩ lừa gạt một ngày là một ngày mà thôi. May mà tình hình bà Lục tạm thời nhanh chóng ổn định. Tuy là tình hình sống đời thực vật rất khó có thể thay đổi, nhưng là ít nhất không hơi động một tí là não xuất huyết, sinh mệnh tạm thời không nguy hiểm. Vấn đề lớn nhất chẳng qua là lúc nào cũng cần người chăm sóc. Để cho Lục Tử Minh phiền não hơn, chị Hoàng còn xa mới bằng cô Lý có khả năng. Lục Tử Minh không thể hoàn toàn yên tâm giao phó bà Lục cho chị Hoàng. Ở nhà Cốc Thư Tuyết cũng cần hắn quan tâm, còn phải lúc nào cũng đề phòng ông Lục làm chuyện gì sai lầm. Ông Lục trải qua chuyện bị đồn công an bắt, dường như thực sự cắt đứt liên lạc cùng cô Lý, lại cả ngày ở nhà ở Mỹ không thoải mái cùng Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh dặn dò ông Lục ở nhà nấu cơm cho Cốc Thư Tuyết. Ông Lục là điển hình Đông Bắc đại lão gia, tài nghề tốt xấu không nói, từ trước đến nay đều là người ta hầu hạ ông, làm gì có chuyện ông đi hầu hạ người khác. Hiện nay cho dù nể tình đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết, ông có miễn cưỡng ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, nhưng hoàn toàn không hợp khẩu vị của Cốc Thư Tuyết, trong lòng hai người đều không vui vẻ. Lục Tử Minh vốn phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, giờ nhập học lại phải ba nơi quan tâm. Hiện tại hắn bị ngừng việc, chuyện ở trường của Cốc Thư Tuyết đành thả trôi sông. Mà thấy một trận ẩm mỹ mà không thể tránh được, Lục Tử Minh nơm nớp lo sợ, chỉ còn chờ thanh kiếm ở trên đầu lúc nào rơi xuống, còn lại hắn hoàn toàn bất lực. Vừa tới cửa phòng bệnh, Lục Tử Minh ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Lục Tử Minh nhắc nhở chị Hoàng có phải bà Lục đi ngoài hay không. Chị Hoàng bình tĩnh chậm rãi nói đúng vậy. Lục Tử Minh chất vấn, thế thì sao chị không đổi cho bà ấy? Đổi thường xuyên thế làm gì, tôi có lau cho bà ấy rồi, lát nữa lại đi. Rồi cùng đổi luôn một thẻ. Lục Tử Minh tức giận chút nữa hộc máu. Lau xong vẫn dính dính khó chịu lắm, chị đổi luôn đi. Chị Hoàng vô cùng bất mãn, muốn đổi chính cậu đi mà đổi, dù sao mẹ cậu không cảm giác được đâu, một lát nữa đổi không phải như nhau thôi đấy à. Cậu đây chẳng phải là hành hạ người khác ư? Tôi mời chị tới chăm sóc mẹ tôi, bà ấy không cảm giác được là chuyện của bà ấy. Chị cầm tiền của chúng tôi, chị phải tận tâm tận lực chăm sóc bà ấy. Chị Hoàng thấy thái độ Lục Tử Minh cứng rắn, đành đứng dậy tìm quần áo tới thay. Để Lục Tử Minh tới hỗ trợ đổi quần, lật chuyển lăn qua lăn lại,
làm Lục Tử Minh cả người đầy mồ hôi. Mùi mồ hôi lẫn mùi phân thối làm cho Lục Tử Minh đột nhiên có cảm giác uể oải vô cùng. Không biết những ngày nào thì kết thúc đây. Vừa thu dọn xong cho bà Lục, chuông điện thoại của Lục Tử Minh vang lên. Vừa cầm lên nghe là điện thoại của Cốc Thư Tuyết. Trong lòng Lục Tử Minh căng thẳng. Cốc Thư Tuyết gọi điện thoại tới, nhất định không phải chuyện gì tốt. Điện thoại vừa kết nối, bên kia truyền tới tiếng khóc giống của Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh à, anh là đồ khốn nạn, anh cút về ngay lập tức cho tôi. Trong lòng Lục Tử Minh căng thẳng. Tiểu Tuyết, sao về em? Em đừng vội mà. Bác sĩ không phải bảo em đừng kích thích ư? Có chuyện gì từ từ nói. Lục Tử Minh, anh đồng ý nhất định giúp tôi ở lại trường. Lời này tốt rồi, sự việc thất bại. Anh không nói cho tôi biết, anh muốn giấu tôi đến khi nào đây? Tiểu Tuyết à, em đừng cuống mà, anh về ngay đây. Học viện chỉ là nói cần điều tra thêm, tạm thời gác lại. Cũng không nói là em không thể ở lại. Em đừng kích động nữa, cẩn thận đưa bé đi. Cảm xúc Cốc Thư Tuyết gần như tan vỡ. Tôi làm sao quan tâm được đứa bé nữa? Nếu tôi không ở lại được, cần đứa bé làm gì? Thôi em đừng kích động. Cho dù em không ở lại học viện không sao, anh đã ly hôn, anh lập tức kết hôn với em, anh cho em một gia đình đầy đủ. Lục Tử Minh vừa dỗ Cốc Thư Tuyết vừa lao ra cửa. Vừa ra cửa gặp được Phương Chi Viễn. Thấy Lục Tử Minh vừa nghe điện thoại vừa lao ra khỏi bệnh viện, anh cảm thấy chắc là hậu viện nhà Lục Tử Minh bốc cháy. Từ điều đó giờ không còn quan tâm, nhưng nhìn thấy Lục Tử Minh rất đầu mẻ chán, khóe miệng Phương Chi Viễn không khỏi hiện lên mỉm cười. Lục Tử Minh vẫn khuyên nhủ Cốc Thư Tuyết qua điện thoại. Bên kia Cốc Thư Tuyết hoàn toàn bất động, luôn chỉ khóc vô cùng thương tâm. Lục Tử Minh thấy khuyên giải không hiệu quả, cúp lên điện thoại, quyết định trước về nhà nói sau. Sau khi về đến nhà, Lục Tử Minh vào nhà thấy Cốc Thư Tuyết ngồi trên giường phòng ngủ khóc, ánh mắt khóc đến sưng vù, giọng cũng đã khàn khàn. Lục Tử Minh vắt cái khăn nóng đưa cho Cốc Thư Tuyết. Cô không nhận khăn mặt. Anh đành nhẹ nhàng giúp Cốc Thư Tuyết lau nước trên mặt, đứng dậy rót chai nước ấm đưa cho cô. Cô lắc đầu. Lục Tử Minh đút nước đến miệng Cốc Thư Tuyết. Cô tự uống mấy ngụm rồi đặt cốc xuống, ôm Cốc Thư Tuyết vào trong lòng. Tiểu Tuyết này, em đừng đau lòng nữa. Hiện giờ chỉ nói tạm hoãn thôi. Lại chưa nói em hoàn toàn không thể ở lại học viện. Anh đi tìm viện trưởng Cát nói xem, nhất định làm cho em ở lại. Cốc Thư Tuyết ngẩng đầu. Lúc đầu anh nói với em chuyện ở trường, viện trưởng Cát đã đồng ý, đã chắc chắn, vì sao giờ tạm hoãn? Lục Tử Minh hứa hẹn. Đúng vậy, qua Tết anh đi tìm viện trưởng Cát, đúng là ông ấy có đồng ý. Nhưng sau khi khai giảng lại nhận được thư tố giác, nói chúng ta có quan hệ nam nữ không đứng đắn. Dù sao giờ anh và Mai Tây đã ly hôn, bọn hắn điều tra, anh sẽ nói là chúng ta sau khi ly hôn với Mai Tây mới có quan hệ. Anh sẽ đi tìm viện trưởng Cát, nhất định để em ở lại trường. Vậy anh phải giữ lời đấy, nhất định phải để em ở lại trường, đừng để em thất vọng lần nữa. Lục Tử Minh cảm thấy cảm xúc của Cốc Thư Tuyết ổn định, tiêm thêm mũi dự phòng. Nhỡ nhàng mà nói, cho dù em không được ở lại học viện cũng không sao. Dù sao giờ em đang mang thai, đi làm không được. Chẳng qua là anh nuôi em, chờ em sinh con xong em đi tìm việc không muộn mà. Cốc Thư Tuyết một mũi trúng tim. Nói dễ nghe quá đấy, một tháng mấy ngàn tiền lương kia của anh là đủ cho em dùng hay là đủ nuôi con rồi? Hiện giờ nhà cửa không có, anh định để em và con ở trong xe của anh đấy à? Lục Tử Minh lời thề son sắt. Tiền lương của anh đúng là không cao, nhưng anh có thể làm thêm bên ngoài. Em cứ dùng tiền này của anh đi đã, về sau anh làm thêm nhiều hơn, chắc chắn không để em và con chịu khổ. Cốc Thư Tuyết càng nói càng tức giận. Lúc em gái anh cho anh tiền mua nhà anh không cần, nếu lúc đó anh cầm ít, giờ là chúng ta có chỗ ở. Cái này qua vài tuần sau trả cho Mai Tây, anh để cho em và con ở đâu? Thôi, chúng ta có thể tạm thuê một chỗ. Từ Khanh nói rồi, đợi công ty khá hơn sẽ mua nhà cho chúng ta. Lục Tử Minh trấn an Cốc Thư Tuyết nên đành nói dối như vậy. Nghe thế, cô ta ngẩng đầu. Anh nói thật đấy chứ, em gái anh nói sẽ mua nhà cho chúng ta. Ừ, đương nhiên, chẳng lẽ anh lừa em ư? Được lắm, mua nhà phải viết tên em đấy. Ừ, không thành vấn đề, chỉ cần mua nhà nhất định viết tên của em. Cốc Thư Tuyết từ từ dừng khóc. Nói chuyện thực sự với anh, nếu mua nhà nhất định phải viết tên của em, nếu không em bỏ đứa bé. Không thành vấn đề, nhất định là viết tên của em là vợ của anh, nhà của em chính là nhà của anh. Lục Tử Minh dỗ xong Cốc Thư Tuyết, phát hiện ông Lục không có nhà. Ba đâu, ông ấy đi đâu vậy? Cốc Thư Tuyết tức giận. Ba anh á, vừa rồi ông ấy xem tivi bật to tiếng quá, làm em không ngủ được. Em bảo ông ấy mở bé tiếng, ông ấy tức giận, nói không thèm ở nhà, ngại trước mắt em.
tự mình đi ra ngoài rồi. Lục Tử Minh trách cứ Cốc Thư Tuyết. Ba anh bao nhiêu tuổi rồi chứ, em chấp nhặt với ông ấy làm gì? Ông ấy không chịu giảm tiếng thì chính em đóng cửa phòng vào không được ư? Không được, vì Vi ở Mỹ như thế còn không nói, ông ấy ở bên ngoài lớn tiếng cười. Em mang thai vốn là phiền chán, vừa nghe tiếng cười của ông ấy bực mình lắm. Dựa vào cái gì muốn em phải nhịn? Dù sao ông ấy cũng không giúp được gì, chẳng bằng anh sớm bảo ông ấy về Thẩm Dương đi. Lục Tử Minh vì đứa bé đành liên tục nhường nhịn. Được rồi, đều là lỗi của ba. Qua vài ngày anh bảo ông ấy về Thẩm Dương. Đấy là anh nói đấy, đừng nói là em đuổi ba anh về Thẩm Dương. Thực ra ông ấy ở đây cũng không được tự nhiên đâu, em thì không thoải mái. Ông ấy đi hai chúng ta đều vui vẻ. Thôi được rồi, đều nghe em hết. Muốn ăn cái gì nào anh đi làm cho em. Hai chúng ta ra ngoài ăn đi, đã lâu rồi không ra ngoài ăn cơm. Ăn đồ ăn trong nhà đã đến không còn mùi vị gì rồi. Lục Tử Minh thấy rất không dễ dàng thuyết phục được Cốc Thư Tuyết, vừa không muốn dẫn Cốc Thư Tuyết ra ngoài ăn cơm, lại không muốn làm cô ta mất hứng, đành đề nghị gọi đồ ăn ngoài về ăn. Cốc Thư Tuyết miễn cưỡng đồng ý. Lục Tử Minh gọi điện thoại cho quán cơm Hàng Châu gần đó để họ đưa tới mấy món đồ ăn nổi tiếng. Hai người đang ăn vui vẻ, ông Lục đi đến, thấy trên bàn hai người thịt cá đến là vui mừng. Lúc này ông Lục bực mình. Lão từ ở bên ngoài đến bây giờ chưa ăn cơm, vẫn phải vội vội vàng vàng về nấu cơm cho Cốc Thư Tuyết. Các người cầm tiền lão của lão tử trộm ăn ở trong phòng. Lục Tử Minh vội cười. Ba ơi, Tiểu Tuyết đói bụng, chúng ta ra ngoài gọi đồ ăn trở về ăn trước. Ba ăn thêm chút đi ạ. Lão tử một ngày khổ sở hầu hạ các người, còn nhận được kết quả như vậy. Thôi, tao về Thẩm Dương đây. Ông Lục nói xong đi vào phòng khách thu dọn hành lý. Thấy vậy Cốc Thư Tuyết cười đắc ý. Lục Tử Minh thì có chút hoảng. Nếu ông Lục cứ vậy về, Lục Tử Khanh nhất định sẽ ầm ĩ với mình. Còn mình đang trông cậy Lục Tử Khanh mua nhà cho. Hiện tại đắc tội dù sao là không phải thượng sách. Lục Tử Minh vào khuyên ông Lục. Ba, Tiểu Tuyết mang thai tính tình không tốt, ba đừng chấp nhặt với cô ấy. Hiện tại chỗ Lục Tử Khanh có đống chuyện, ba về không ai chăm sóc, con lo lắng lắm. Đừng nói những lời hư tình giả ý thế này. Tao ở chỗ mày, mày chăm sóc tao, hay là tao phải chăm sóc Cốc Thư Tuyết? Nó còn kém xa Mai Tây. Lúc mày ở cùng Mai Tây đều là Mai Tây lo lắng, lo trong lo ngoài. Lục Tử Minh khuyên ông Lục. Bà nói những thứ này có lợi ích gì chứ? Con đã ly hôn với Mai Tây, cho dù ba có tức giận hơn nữa cũng để mặt đứa bé trong bụng Tiểu Tuyết đi. Đừng so đo với cô ấy, chờ cô ấy sinh con xong xem con dạy dỗ cô ấy thế nào. Cốc Thư Tuyết bên ngoài phòng nghe được lời ông Lục vọt tiến vào. Ông nói Trình Mai Tây tốt à? Vậy để cho con trai ông tìm Trình Mai Tây về đi. Chỉ sợ người ta bám được cành cao, trướng mắt Lục Tử Minh nhà các người thôi. Ông Lục to trừng mắt. Mày nói cái gì? Trình Mai Tây bám được cành cao? Nó là hoa tàn ít bướm, là thứ gà mái không biết đẻ trứng, còn có ai muốn nó? Bây giờ chị ta đang ở cùng bạn trai mối tình đầu đấy. Lục Tử Minh con trai ông hóa ra chỉ là người thứ ba thôi. Giờ chính thất nhà người ta trở lại, con trai ông chỉ là suốt phải ly hôn bị đá, vẫn còn mang nhà cửa chắp tay nhường cho người ta. Ông Lục nghe vậy trước là tối sầm mặt. Vốn cho là Lục Tử Minh cùng Mai Tây ly hôn là vì Lục Tử Minh tìm được Cốc Thư Tuyết, càng tuổi trẻ xinh đẹp, nào biết Mai Tây giấm âm thầm như vậy. Ông Lục lảo đảo. Lục Tử Minh vội vàng đỡ lấy ông. Bà nhất định đừng để trong lòng, một lát nữa huyết áp tăng. Con và Mai Tây ly hôn là vì kết hôn với Cốc Thư Tuyết, vì ám cháu trai cho ba. Ba cứ ôm cháu trai thôi mà. Dưới sự khuyên nhủ của Lục Tử Minh, khó khăn lắm ông Lục ổn định tinh thần. Cốc Thư Tuyết thấy ông Lục sắc mặt kém, không dám mở miệng, sợ hãi đi tìm thuốc giảm huyết áp cho ông. Rót một chén nước đưa đến, ông Lục liếc mắt nhận cốc nước rồi uống vào. Ông Lục cùng Cốc Thư Tuyết không hợp tính tình, Lục Tử Minh sợ sớm muộn gì cũng khiến ông Lục tức giận hỏng mất. Cốc Thư Tuyết mang thai hẳn là không dám nói với nàng. Nghĩ đi nghĩ lại đành phải gọi cho Lục Tử Khanh thương lượng chuyện ông Lục. Lục Tử Minh trốn vào phòng ngủ gọi điện thoại cho Lục Tử Khanh. Bên kia giọng Lục Tử Khanh mệt mỏi. Lục Tử Minh chu đáo. Tử Khanh à, công ty sao rồi em? Lục Tử Khanh im lặng một lúc lâu. Công ty bây giờ đưa vào hoạt động rồi, nhưng là bởi vì ảnh hưởng việc lúc trước, lượng việc xuống dốc không phanh, muốn khôi phục tình hình như trước kia chỉ sợ không khả năng thôi. Lục Tử Minh nghe xong cảm thấy chịu xuống. Vậy em hợp tác với chú anh kia thế nào? Không vấn đề gì chứ? Anh ta vô cùng thất vọng với tình hình công ty, đang không muốn hợp tác với em nữa, đang đòi em trả lại số vốn đầu tư.
Giờ em chỉ có cách cố gắng duy trì. Ngay cả lương của công nhân cũng không trả được, làm gì có tiền trả cho anh ta chứ. Thế bây giờ phải làm sao? Còn có cách nào khác không? Chẳng có cách nào. Tất cả bạn bè đều né tránh. Chỉ sợ em mở miệng vay tiền, ngân hàng không cho vay. Giờ em chỉ có cách xem có thể vay nặng lãi không thôi. Lục Tử Minh dặn dò. Tử Khanh à, vay nặng lãi là không thể được đâu. Cái đó là hàng không đáy. Em biết chứ, nhưng không còn cách nào. Cũng chỉ còn cách đi con đường đấy thôi. Anh với chị dâu sao rồi? Bệnh của chị ấy đỡ chưa? Lục Tử Khanh cuối cùng nhớ tới Mai Tây hỏi như vậy. Lục Tử Minh nói, ly hôn rồi, khởi tố là ly hôn. Nhà cửa cho cô ấy, xe thuộc về anh. Bộc Tấn từ Mỹ về, giờ đang ở cùng cô ấy. Bộc Tấn, anh ấy trở lại khi nào? Sao anh ấy lại ở cùng Mai Tây? Lục Tử Minh ấp úng trả lời, cụ thể về khi nào anh không biết. Lần trước nhìn thấy anh ta đi thăm chị dâu của em, chắc là đang qua lại. Cho dù là cách 5 tháng cùng thời gian đằng đẵng, nhưng biết Bộc Tấn và Mai Tây ở cùng nhau, trong lòng Lục Tử Khanh khó chịu như cũ. Cô trăm phương ngàn kế tính toán, xem ra vẫn chỉ là một trò cười. Lục Tử Khanh không rõ là nếu hai người đó gặp lại, chắc chắn sẽ nói lại chuyện năm đó. Như thế chỉ Mai Tây chắc chắn biết chuyện mình làm năm ấy, vì sao Mai Tây chẳng hề nói gì. Lẽ nào Bộc Tấn không hề nói cho cô ấy ư? Lục Tử Minh thấy Tử Khanh trầm mặc, cuối cùng mở miệng. Có tin tức của bác Tùng chưa em? Suy nghĩ của Lục Tử Khanh từ quá khứ trở về hiện tại. Dạ không ạ, căn cứ tài liệu bọn em có được, anh ta bị mắc mưu con đàn bà kia, bị nó cướp hết tiền bạc của công ty. Nhưng mà bọn em không tìm được anh ta đi đâu, cảnh sát chưa bắt được hai người kia. Vậy thì em cố gắng cẩn thận, cũng đừng vội vàng quá. Tình hình của mẹ cũng ổn, Tiểu Tuyết đã xuất viện về nhà. Nhưng ba và Tiểu Tuyết không hợp, ba nói là ông ấy muốn về Thẩm Dương. Anh lại sợ em không rảnh chăm sóc ông ấy, em xem làm thế nào được đây. Ba muốn về thì cứ về đi ạ, dù sao ba ở đó không giúp đỡ được gì, lại thêm phiền nữa. Ba đi rồi anh có thể chuyên tâm chăm sóc mẹ và Tiểu Tuyết mà. Lục Tử Khanh vô cùng hiểu rõ ông Lục, biết đâu không phải người dễ bắt nạt. Lục Tử Minh cầu cứu Lục Tử Khanh. Được rồi, nhưng giờ anh không tiện bảo ba về, em gọi điện cho ba đi, cứ nói là ngữ hoan ngữ nhạc cần người chăm sóc. Lục Tử Khanh đồng ý. Được rồi, để lát nữa em gọi cho ba. Lục Tử Minh đút di động vào trong túi, đi ra khỏi phòng ngủ. Cốc Tử Tuyết đang nằm trên sofa xem tivi, ông Lục trốn trong phòng khách hờn dỗi. Đột nhiên ông Lục từ trong phòng khách lao ra nói, Tử Minh à, ba muốn về Thẩm Dương, ngữ hoan ngữ nhạc chúng nó không ai chăm sóc, em gái con bảo ta trở về giúp chăm hai đứa, người này ba không cần hầu hạ nữa rồi. Lục Tử Minh giả vờ giữ lại, ba có thể ở thêm vài ngày nữa không, ba đi rồi một mình con làm sao chứ. Ông Lục đắc ý, con có giữ thế nào ba cũng phải đi, con đi đặt vé cho ba. Ngữ hoan ngữ nhạc chỉ có ô xin chăm sóc, không được. Ô xin bây giờ không đáng tin chút nào, không có người nhà bên cạnh nhìn chăm chăm, ba lo ngữ hoan ngữ nhạc phải chịu thiệt thòi. Lục Tử Minh thấy vậy bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu về Thẩm Dương của ông Lục, giúp ông đặt vé xe, lại giúp ông đóng gói đồ đạc. Tuy Gốc Thư Tuyết không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm âm thầm vui mừng. Lục Tử Minh vội vàng vào phòng bếp làm cho ông Lục mấy món đồ ăn, một bát mì thịt băm, lại còn lấy một bình rượu tới rót ông Lục một chén. Hai cha con vừa uống vừa nói chuyện. Ông Lục có chút lo lắng về bà Lục. Tử Minh này, mẹ con vất vả cả đời, giờ bị bệnh này, con phải cố gắng chăm sóc bà ấy. Bà ấy nuôi lớn hai anh em con không dễ dàng gì đâu, con không thể vong ân phụ nghĩa. Ba, chuyện của mẹ ba cứ yên tâm, con chăm sóc mẹ mà. Giờ Tử Khanh cũng khó khăn, ba về giúp đỡ nó chút. Lục Tử Minh dặn dò ông Lục. Dưới tác dụng của chất cồn, hai cha con vui vẻ hòa thuận, bất mãn được xóa tan. Ăn cơm xong, Lục Tử Minh đi cùng ông Lục đến bệnh viện thăm bà Lục một chuyến. Tuy bà Lục không có cảm giác, ông Lục vẫn cầm tay bà thao thao bất tuyệt. Mẹ nó này, bà bị cái bệnh này không nói một lời, để lại tôi một mình làm sao bây giờ. Tử Minh nó ly hôn rồi, chồng Tử Khanh cũng không biết đi đâu. Bà thành thế này tôi phải làm sao chứ hả? Nhưng mà mặc kệ ông Lục khóc lóc kể lể thế nào, bà Lục không một chút phản ứng. Bà vất vả cả đời, cuối cùng dưới sự tác động của bệnh tật, vĩnh viễn an tĩnh nghỉ ngơi. Lục Tử Minh sợ ông Lục quá kích động, cùng ông Lục nói sau một lúc khuyên ông. Ba, con sắp kết hôn với Cốc Thư Tuyết, công ty Tử Khanh hiện tại cũng đưa vào hoạt động tốt, toàn bộ sẽ từ từ khá hơn, ba đừng quá mức khổ sở mà. Khi lên taxi, ông Lục đột nhiên thốt lên một câu. Nếu mà thời gian quay lại 2 tháng trước thì tốt biết mấy.
Lục Tử Minh không nói gì. Hắn hiểu ông Lục là hy vọng có thể quay lại như lúc Trình Mai Tây còn đó. Thực ra là ông hy vọng mọi chuyện không xảy ra, người một nhà vẫn sống bình an như trước. Kỳ thực ở nháy mắt ấy, khi bị áp lực hiện tại chèn ép tới mức không còn vui vẻ nữa, Lục Tử Minh cũng từng có suy nghĩ nếu mọi chuyện chưa xảy ra. Nhưng hắn chắc chắn biết, mà đi rồi sẽ không còn cơ hội có thể có lại, rời đi rồi sẽ không còn trở về. Âu Lục không có mở miệng nói một câu, trở về nhà trầm mặc như cũ, vào phòng khách đi ngủ. Sáng hôm sau, Lục Tử Minh đánh thức ông Lục, đưa ông ra ga. Âu Lục lên xe trước, trầm mặc nhìn Lục Tử Minh sau lúc lâu, thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Lục Tử Minh. Tử Minh này, con cũng phải chú ý mình đấy. Từ trước đến nay ông Lục vốn thô lỗ, đây là lần đầu tiên ông biểu hiện sự thương cảm trước mặt Lục Tử Minh. Lục Tử Minh gật gật đầu, mở miệng dặn dò ông Lục. Ba, ba về nhà cần chú ý sức khỏe của chính mình. Từ Khanh nhiều việc, ba chăm sóc được bản thân chính là giúp đỡ cho nó rồi. Tiễn ông Lục, Lục Tử Minh đi ra khỏi ga. Trong nháy mắt lúc ngồi trên xe, Lục Tử Minh đột nhiên nhớ tới, chiếc xe này hiện nay chính là tài sản duy nhất của mình. Tuy ông Lục đã về nhà, nhưng còn Cốc Thư Tuyết. Hắn không thể để Cốc Thư Tuyết mỗi ngày ngủ trên xe, xem ra còn phải đi tìm nhà nữa. Lục Tử Minh thực không ngờ, cho đến giờ hắn còn phải sống những ngày đi thuê nhà. Nhưng đây đều là do hắn tự chuốc phiền, oán trách không được người nào. Hắn quyết định tìm một phòng nhỏ bên giữa học viện và bệnh viện. Như vậy hắn đi làm cũng tiện, tiện chăm sóc bà Lục. Sau khi tới chỗ giao dịch bất động sản nộp phí, lại đưa ra các yêu cầu của mình về nhà cửa, Lục Tử Minh vội vàng chạy tới bệnh viện. Tình hình của bà Lục không tồi, trải qua chuyện ngày hôm qua, dường như chị Hoàng chăm sóc bà Lục tận tâm hơn. Lục Tử Minh biết cưa lại bệnh viện sẽ thêm muộn, đành để chị Hoàng đi ăn cơm, thuận tiện hít thở không khí, chính mình chăm sóc bà Lục một lúc. Chị Hoàng nghe thế vô cùng sung sướng đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi chị Hoàng trở về, Lục Tử Minh dặn dò chị Hoàng phải cẩn thận chăm sóc bà Lục. Chị Hoàng luôn miệng đồng ý. Lục Tử Minh rời khỏi bệnh viện, lại đi tới chợ gần nhà mua đồ ăn. Lúc mới kết hôn, hắn thường xuyên cùng Trình Mai Tây đi chợ. Cũng không biết từ khi nào hắn không đi cùng Mai Tây nữa. Bây giờ một mình đi chợ lại là một phen tâm tình khác. Về nhà thật bất ngờ là Cốc Thư Tuyết không mất vui, mà là vui mừng chào đón Lục Tử Minh. Hắn theo thói quen tính tình xấu của Cốc Thư Tuyết, đột nhiên thấy cô ta nhẹ nhàng, nghe lời có chút không quen. Làm sao thế này? Hôm nay sao vui vẻ như thế này? Ba anh đi rồi em vui vẻ thế cơ à? Cốc Thư Tuyết kéo cánh tay Lục Tử Minh làm nũng. Làm gì có chứ, có điều nếu bác ở đây em đúng là cảm giác không thoải mái. Lúc đi ra khỏi phòng phải chú ý mặc đồ ổn chưa, sao thoải mái như khi có hai chúng ta. Thôi được rồi, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Lục Tử Minh ngắn gọn trả lời, mang đồ ăn vào bếp. Cốc Thư Tuyết chủ động lên tiếng. Tử Minh à, hôm nay để em nấu cơm. Lục Tử Minh cực kỳ bất ngờ. Em có thể làm cơm, không phải là người giàu mỡ sẽ buồn nôn ư? Em qua 3 tháng rồi, cũng nên không có chuyện gì, anh cứ yên tâm đi. Cốc Thư Tuyết đẩy Lục Tử Minh khỏi phòng bếp. Anh đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trên sofa phòng khách, hút điếu thuốc, nghĩ tới cuộc sống hôn nhân, gia đình, công việc của mình đều đang gặp đủ loại khó khăn. Lúc này trong lòng tràn đầy u sầu, mà lại chẳng có cách nào. Cốc Thư Tuyết làm xong cơm đi ra gọi Tử Minh, thấy trong phòng khách khói thuốc mù mịt, có chút mất hứng. Anh sao thế này chứ? Không phải đã nói với em mang bầu không thể ngửi khói thuốc. Anh còn muốn con trai anh khỏe mạnh không đấy? Lục Tử Minh vội vàng dập thuốc và gạt tàn, đứng dậy mở cửa sổ. Tiểu Tuyết à, anh xin lỗi, anh có chút khó chịu, cho nên là anh quên. Cốc Thư Tuyết nghe vậy không trách Lục Tử Minh nữa. Tử Minh này, đi ăn cơm đi, anh đừng quá phiền chán. Không phải anh nói còn phải đi tìm viện trưởng Cát à? Cơm nước xong anh đi tìm ông ấy đi. Lục Tử Minh ngồi trên bàn ăn. Buổi tối lại đi, 3 ngày trong học viện nhiều người phức tạp, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại thôi. Cốc Thư Tuyết thăm dò. Vậy anh có phải tặng gì cho viện trưởng Cát không? Lục Tử Minh trả lời chắc chắn. Không cần đâu, anh có biện pháp rồi. Hai người khó có lúc không khí hòa hợp như vậy. Cơm nước xong, Cốc Thư Tuyết không cho Lục Tử Minh động thủ, để cho hắn đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Lục Tử Minh quả thực có chút mệt, vào nhà là ngủ say. Chờ tới khi Cốc Thư Tuyết thu dọn xong vào phòng nằm lên giường, Lục Tử Minh đưa tay kéo Cốc Thư Tuyết, trong miệng lẩm bẩm nói Mai Tây. Cốc Thư Tuyết nghe vậy để Lục Tử Minh ra. Anh quay người ôm lấy cô ta, đang ngủ cũng lật người đè lên Cốc Thư Tuyết,
miệng xoa nắn trước ngực cô ta. Cốc Thứ Tuyết tức giận: Lục Tử Minh à, anh làm cái gì vậy? Lục Tử Minh bị tiếng giống của Cốc Thứ Tuyết làm giật mình, kinh ngạc trước phản ứng của cô. Sao thế? Anh hôn em thì làm sao? Không phải đã nói em mang thai không được à? Sao anh quên thế rồi? Cốc Thứ Tuyết nén giận mắng Lục Tử Minh. Hắn ta trơ mắt ra: Mà anh đã đi rồi, hôm nay trong nhà chỉ còn hai chúng ta, chỉ một lần thôi, lại vẫn giống lần trước, em giúp anh đi có được không? Cốc Thứ Tuyết dùng chăn quấn chặt mình. Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, anh không nghĩ cho dù là em giúp anh, cảm xúc của em sẽ dao động, cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Chính là anh đi ra phòng khách ngủ đi. Lục Tử Minh phẫn nộ đứng lên đi vào phòng khách. Cốc Thứ Tuyết ngủ trên giường vẫn lo lắng, đứng dậy đi khóa trái cửa. Lục Tử Minh vừa ngủ dậy đi lấy quần áo, phát hiện Cốc Thứ Tuyết khóa trái cửa. Anh tức giận ở bên ngoài kêu to: Cốc Thứ Tuyết à, em sao thế này? Ở trong nhà còn khóa cửa nhốt anh bên ngoài, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Cốc Thứ Tuyết rời giường mở cửa cho Lục Tử Minh, bộ dạng buồn ngủ mông lung khiến Lục Tử Minh khó có thể tự chế, ôm lấy cô ta đè trên giường. Cốc Thứ Tuyết dùng mọi cách vùng vẫy mới đẩy được Lục Tử Minh ra, lại lấy đứa bé khuyên bảo Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đành buông Cốc Thứ Tuyết và buồng vệ sinh tắm nước lạnh. Cốc Thứ Tuyết không nói lời nào, đành dục Lục Tử Minh đi thăm bà Lục. Lục Tử Minh lắc đầu: Chị Hoàng chăm sóc ổn cả rồi, mẹ cũng ổn, hôm nay không cần đi. Cốc Thứ Tuyết tiếp tục tìm cớ: Thế nhà này chúng ta không thể ở mãi được chứ, tòa án đã phán mai tây rồi, chẳng phải anh nói một tuần sau phải trả nhà cho chị ta, dù sao chúng ta cũng phải có chuẩn bị đi chứ. Anh đã đi chỗ đại lý bất động sản, chỉ chờ bọn họ gọi điện xem nhà thôi. Cốc Thứ Tuyết chẳng cách nào khác, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ở đó sắp tửa tiếng, Lục Tử Minh bên ngoài gọi vào: Tiểu Tuyết à, em làm gì vậy? Đừng ngồi xổm lâu quá, không tốt cho đứa bé. Cốc Thứ Tuyết lấy cớ dạ dày mình không thoải mái, sau nửa tiếng đi từ phòng vệ sinh ra, trên mặt là vẻ mặt buồn thương. Lục Tử Minh thân thiết hỏi: Tiểu Tuyết, sao vậy? Có phải tiêu chảy không đấy? Sao mặt của em không tốt? Tiểu Tuyết nảy ra ý hay: Không có đâu, giống như táo bón lúc mang bầu, anh đi mua chút hoa quả về đi. Lục Tử Minh vỗ vỗ đầu: Đấy, xem đầu óc anh này, sao quên mua hoa quả cho em chứ? Phải ăn nhiều hoa quả, làn da đứa bé mới tốt. Chờ anh nhé, anh đi mua ngay. Lục Tử Minh vừa ra khỏi cửa, Cốc Thứ Tuyết đã đón Mạch Tu Kiệt. Cốc Thứ Tuyết phiền não không chịu nổi. Mạch Tu Kiệt sờ khổ khuyên giải, khuyên can mãi Cốc Thứ Tuyết đồng ý chịu vài ngày nữa, đợi chuyện ở lại học viện có kết quả cuối cùng dự tính. Mạch Tu Kiệt vừa mới ra cửa, Lục Tử Minh vào, thấy Cốc Thứ Tuyết liền hỏi: Này, em có nhớ cậu thanh niên lần trước gặp mặt ở bệnh viện không? Cốc Thứ Tuyết giả vẻ không biết: Anh nói thanh niên nào? Đứa bé ở bệnh viện á? Bữa ngày ra vào đều là bao nhiêu? Không, chỉ là cái cậu làm rơi mũ ở phòng em, hôm nay cậu ta cũng đến khu nhà chúng ta, chẳng nhẽ có người thân ở cùng tầng này. Lòng nghi ngờ của Lục Tử Minh bỗng nhiên dấy lên. Cốc Thứ Tuyết cố gắng lái chủ đề: Em chẳng nhớ nữa, anh mua hoa quả gì thế? Em muốn ăn quá. Lục Tử Minh mang hoa quả vào phòng bếp rửa, trong lòng có chút hoài nghi với Cốc Thứ Tuyết. Đến một hai lần có dễ giải thích, nhưng năm lần bảy lượt gặp phải cậu thanh niên kia là tình huống gì? Nếu không thể dùng duyên phận giải thích, như thế nguyên nhân duy nhất chính là Cốc Thứ Tuyết giấu mình làm chuyện gì đó. Người đã từng phản bội người khác luôn luôn đặc biệt nhạy cảm đối với chuyện phản bội. Lục Tử Minh chính là vậy. Hắn đã từng phản bội Mai Tây, giờ lại nhìn biểu hiện của Cốc Thứ Tuyết, thế nào cũng thấy khả nghi. Lục Tử Minh rửa sạch hoa quả mang ra, Cốc Thứ Tuyết cầm lấy một cái dĩa đưa cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh lột xong đưa vào miệng Cốc Thứ Tuyết. Lúc này hắn mới hồi tưởng lúc trước lần đầu mình ở cùng Cốc Thứ Tuyết. Chỉ vài ngày sau khi Cốc Thứ Tuyết nói với mình cô ta mang thai, mà mình cùng Mai Tây bỏ các biện pháp tránh thai bao lâu cũng không có bầu. Liên hệ như vậy, trong lòng Lục Tử Minh đột nhiên sản sinh giả thiết lớn mật, chẳng nhẽ đứa bé trong bụng Cốc Thứ Tuyết căn bản không phải của mình. Lục Tử Minh lắc đầu, không thể tin được giả thiết này của chính mình. Nếu là thật, chuyện sẽ đáng sợ tới mức nào. Hắn lại nhìn Cốc Thứ Tuyết. Cốc Thứ Tuyết cười với hắn, trong ánh mắt vô cùng bằng phẳng. Lục Tử Minh cười tự giễu, nào có ai tự mình đội nón xanh cho mình, chính mình chắc chắn thần kinh quá nhạy cảm. Buổi tối, Lục Tử Minh đi gặp viện trưởng Cát. Trước khi đi ra ngoài, cố gắng dặn dò Cốc Thứ Tuyết: Tiểu Tuyết này, anh đi gặp viện trưởng Cát, có lẽ là sẽ hơi lâu,
em mệt mà anh chưa về thì không cần chờ anh. Vì Trường Cát thích đi chơi, hôm nay anh phải dỗ ông ấy vui vẻ mới được. Hai mắt Cốc Thư Tuyết sáng lên. Vẫn nghe nói viện trưởng Cát yêu thích tầm hoa, vấn liễu. Chẳng nhẽ Lục Tử Minh có thể vừa mắt viện trưởng Cát chính là vì năng lực tiền trạm và khả năng che giấu xuất chúng sao? Những thứ này cũng không là điều Cốc Thư Tuyết quan tâm. Chỉ cần Lục Tử Minh có thể nói gì thay mình trước mặt viện trưởng Cát, cô đã thỏa mãn rồi. Thực ra thì Lục Tử Minh cũng không hẹn viện trưởng Cát. Ban ngày hôm nay hắn đi gặp viện trưởng Cát. Viện trưởng Cát đã nói lâu rồi, điều tra đối với hắn chỉ là hình thức. Nhưng mà chuyện ở lại học viện của Cốc Thư Tuyết 8 phần là thất bại. Hắn gặp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ quyết định cuối cùng của trường học. Lục Tử Minh nói dối là đi tìm viện trưởng Cát, trải qua mượn cớ theo dõi Cốc Thư Tuyết. Sự hoài nghi đối với cô ta tự nhiên là con rắn độc quấn quanh trái tim hắn. Không tìm được manh mối, hắn không cách nào an tâm. Lục Tử Minh trốn bên ngoài góc chết của thang máy. Hắn có thể nhìn thấy người ra vào thang máy, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy được hắn. Nửa giờ sau, người thanh niên kia xuất hiện, đi thẳng vào thang máy. Thang máy ngừng ở tầng 17 cộng một chút. Tim Lục Tử Minh đập rộn lên. Lục thang máy khởi động đi xuống tiếp. Hắn vào thang máy, đứng ở trước cửa nhà mình. Hắn yên lặng chờ đợi 10 phút mới mở cửa phòng. Ở bên cửa có một đôi giày thể thao nam, máu xông lên đầu Lục Tử Minh. Hắn đóng cửa lại và vào phòng ngủ. Hai người nghe tiếng cửa phòng chợt ngẩn ra, không kịp có bất cứ động tác gì. Lục Tử Minh chạy ra khỏi phòng ngủ, một cảnh kia khiến hắn cả đời khó quên. Cốc Thư Tuyết đã cười hết, nụ cười thỏa mãn nằm trên giường, mà thằng con trai kia ghé vào bên dưới phần bụng nổi lên của Cốc Thư Tuyết. Tuy nhiên động tác đã dừng lại, như là ngốc cũng tưởng tượng được trước đó bọn họ đã làm gì. Lục Tử Minh vào tới trước mặt Cốc Thư Tuyết, bắt lấy cánh tay trần trụi của cô ta. Cô không nhịn được ư? Không nhịn được, tại sao không bảo tôi phục vụ cô? Cốc Thư Tuyết cười lạnh. Ông chú già như anh chẳng có chút tình thú nào, muốn làm như thế nào còn phải nói cho anh. Chả tới mức nào cơ chứ, làm sao bằng thanh niên thanh xuân đẹp trai có thể lực lại sáng tạo. Lục Tử Minh đi tới. Cô nói cái gì? Mẹ cô trời sinh chính là kỹ nữ, một ngày không làm là không thoải mái đúng không? Tới, tôi làm cho cô. Mạnh Tu Kiệt nghe lại Lục Tử Minh. Anh Lục à, ngại quá, gần đây vất vả anh chăm sóc vợ con thay tôi cảm ơn anh. Cái gì, vợ con? Mày nói là đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết không phải là của tao? Cốc Thư Tuyết cười lạnh. Tôi giả vờ tới mức sắp mệt chết rồi. Chuyện tới giờ, tôi nói thật cho anh hay, đứa bé này căn bản không phải của anh. Tôi chẳng qua vì chuyện ở lại trường học cho nên mới lén phén với anh. Nghỉ đông tôi sợ về nhà bị ba mẹ phát hiện, cho nên về thẩm dương với anh. Ai biết được ở Mỹ tới như vậy. Lục Tử Minh xông lên đánh Cốc Thư Tuyết. Cô nói cái gì? Cho tới giờ cô không yêu tôi ư? Vậy sao cô phải ở cùng tôi? Mạch Tu Kiệt ngăn Lục Tử Minh lại. Anh Lục à, có gì từ từ nói, sao phải đánh người? Nếu thực muốn đánh, anh chưa hẳn là đối thủ của tôi. Lục Tử Minh nhìn Cốc Thư Tuyết. Chẳng phải cô nói cô yêu tôi? Không phải cô nói cô yêu tôi cho nên ở cùng tôi sao? Đứa bé không phải lần đó chúng ta say rượu mang thai à? Cốc Thư Tuyết chậm rãi nói. Giáo sư Lục, anh nói dựa vào cái gì tôi lại yêu anh? Là anh đẹp trai hơn Mạch Tu Kiệt, hay là công phu trên giường lợi hại hơn anh ấy? Tôi vốn cho là anh có tiền, giờ xem ra chẳng có tiền bạc gì. Nhưng anh có địa vị ư? Anh có quyền lên tiếng trước mặt viện trưởng Cát. Tôi vốn là trông cậy anh để có thể giúp tôi ở lại học viện. Không ngờ tới, tôi ngủ không công với anh sắp 3 tháng, cuối cùng vẫn là hỏng rồi. Lục Tử Minh có chút không dám tin. Vậy tất cả toàn bộ đều là cô diễn trò? Lần trước cô trở về giả vờ làm vợ tôi cũng đều là đang lừa tôi. Cốc Thư Tuyết đơn giản nói ra toàn bộ. Cô không là hoàn toàn lừa dối anh. Tôi vốn là có ý chờ anh ly hôn. Sau khi chuyện lưu viện làm xong, tôi sẽ thực sự kết hôn với anh. Như vậy con của tôi cũng có người nuôi. Dù sao Mạch Tu Kiệt cùng tôi đều không có thu nhập gì. Có người bà làm giáo sư như anh, còn tôi sẽ không chịu khổ. Lục Tử Minh ép hỏi. Ý của cô, nếu hôm nay tôi không phát hiện việc của các người, cô sẽ lừa tôi tới cuối cùng? Cô còn để em gái tôi mua nhà viết tên của cô, còn để tôi nuôi con các người, còn kiếm tiền mua nhà thay các người ư? Từng câu của Cốc Thư Tuyết đều tổn thương tự tôn của Lục Tử Minh. Đó không nhất định. Nếu tôi cùng Mạch Tu Kiệt có thể tự mình có tiền, tôi cũng chẳng muốn ở lại bên cạnh anh chịu nỗi khổ này. Không thể ở cùng người trong lòng một chỗ, luôn hầu hạ ông chú biến thái như anh, cũng làm khổ chính mình. Lúc ở cùng anh tôi chưa từng được thỏa mãn.
Lục Tử Minh cầm lấy quần áo Cốc Thư Tuyết, vứt tất cả lên người cô ta. Mà quần áo của cô cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa. Cốc Thư Tuyết từ từ mặc quần áo tử tế, nhìn Lục Tử Minh. Giáo sư Lục à, thân thể trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, để mặc anh trà đạp lâu thế, dù sao anh phải trả chút phí tổn tinh thần chứ. Có điều giờ anh chẳng có tiền nong gì rồi. Lục Tử Minh cầm vali của Cốc Thư Tuyết ném ra ngoài cửa. Cốc Thư Tuyết, cô cút đi, tôi không muốn nhìn cô thêm nữa. Mạch Tu Kiệt che chở Cốc Thư Tuyết đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mạch Tu Kiệt trách cứ Cốc Thư Tuyết. Anh nói với em bao nhiêu lần là đừng có sơ suất. Lúc trước ông chú kia đã gặp anh, lần này tốt rồi. Chuyện ở lại học viện khẳng định hỏng. Một tháng tiền lương của anh, ngay cả bản thân anh không nuôi nổi. Em và con sao bây giờ chứ? Mạch Tu Kiệt à, anh là đồ khốn nạn. Anh cho là tôi muốn như thế lắm đấy à? Dù sao chuyện ở lại học viện cũng đã thất bại. Cứ như vậy đi. Dù sao hiện nay tôi mang thai không đi làm được, thu nhập của anh ít, chẳng nhẽ không nuôi nổi vợ con ư? Mạnh Tu Kiệt dỗ dành cô ta. Anh nào có không nuôi vợ nuôi con. Chẳng phải anh sợ em cùng con đi theo anh chịu khổ. Được rồi, anh dẫn em về nhà. Trở lại phòng trọ nhỏ của hai người, Cốc Thư Tuyết cảm giác cực kỳ thân thiết. Nơi này tuy nhỏ, rất cũ kỹ nhưng cực kỳ tồi tàn, nhưng mà dù sao cũng là nhà của cô và Mạch Tu Kiệt. Cốc Thư Tuyết nhìn thấy trên giường từng nắm giấy khả nghi, quay đầu hỏi Mạch Tu Kiệt, đây là có chuyện gì? Mạch Tu Kiệt đỡ Cốc Thư Tuyết nằm xuống trên giường. Tiểu Tuyết này, lúc em đi với ông chú biến thái có không cho anh ăn uống một chút ư? Em cứ ngủ một giấc, anh thu dọn gọn gàng sẽ gọi em dậy. Cốc Thư Tuyết không nghe. Anh nói rõ ràng cho tôi, tới cùng là có chuyện gì? Có phải anh mang phụ nữ về nhà chúng ta không đấy? Mạch Tu Kiệt dùng môi che lại lời Cốc Thư Tuyết, từ từ hôn xuống cổ vùng núi non. Cuối cùng Cốc Thư Tuyết không ngăn cản được thế tiến công của hắn, bắt đầu phối hợp động tác của Mạch Tu Kiệt, hoàn thành nội dung lúc trước chưa xong. Sau đó Cốc Thư Tuyết phục vụ Mạch Tu Kiệt, cuối cùng hai người hoàn thành một lần hoan ái đầy đủ. Cửa đóng lại, Lục Tử Minh quỳ rạp xuống đất. Lúc ly hôn cùng với Mai Tây, hắn có an ủi mình là vì đứa bé trả giá đắt như vậy. Chưa từng nghĩ tới hóa ra tất cả, ngay cả đứa bé không phải là của mình. Mình chẳng qua chỉ là một kẻ bị người ta lợi dụng. Mà buồn cười nhất chính là chính mình vẫn ảo tưởng cùng trải qua quãng đời còn lại cùng Cốc Thư Tuyết trẻ tuổi xinh đẹp. Hóa ra Cốc Thư Tuyết tiếp cận mình là có mục đích. Những thứ gọi là yêu này chẳng qua do cô ta diễn mà ra. Mà thực đáng buồn chính là mình tin là thật, thậm chí vì cô ta mà ở Mỹ đến ly hôn. Mẹ mình cũng vì cô ta mà thành người sống đời thực vật. Lục Tử Minh không dám tưởng tượng nếu ông Lục biết đứa bé chẳng hề tồn tại sẽ lại có phản ứng kịch liệt thế nào. Hắn ta âm thầm may mắn ông Lục đã về Thẩm Dương, ít nhất hắn không cần lo lắng cho ông. Lục Tử Minh trong lòng đau đớn vô hạn, dường như là không thể hô hấp nổi. Hắn vào phòng bếp lấy một chai rượu trắng từ trong tủ rượu, dùng răng mở nắp bình, thậm chí chẳng quan tâm tìm cốc gì cả, cứ thế cầm cả chai xuống dốc. Lúc này đây hắn chỉ muốn dùng rượu xóa bỏ tất cả cảm giác của mình. Rượu dần dần chiếm cứ đầu óc, đau đớn trong lòng Lục Tử Minh cuối cùng nhẹ đi một chút. Miệng hắn đã vô cảm. Hắn lung lay đứng lên đi vào phòng ngủ, nhìn đến trên vách tường vẫn treo bức ảnh mặc áo cưới của Mai Tây như cũ. Trong ảnh chính Mai Tây dường như đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn mình. Lục Tử Minh cầm mở chai rượu ném về phía bức ảnh, bình rượu rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Có một mảnh thủy tinh cắm trên tay hắn, ngón tay chảy máu. Lục Tử Minh đưa ngón tay vào miệng, vị mặn mặn rất đau. Lục Tử Minh gào khóc, cái gia đình vốn ấm mát ngọt ngào đã không còn thuộc về hắn. Lại qua vài ngày, hắn phải rời khỏi nơi này. Chỉ Mai Tây đã ly hôn với hắn, Cốc Thư Tuyết cũng đã rời hắn mà đi, hắn trở thành người cô đơn chân chính. Sau khi khóc đủ rồi, cơn say ép Lục Tử Minh nằm úp dấp trên giường, ngủ thực say. Lúc hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức là lúc chạng vạng. Hắn cầm lấy điện thoại là Lục Tử Khanh. Tử Khanh à, có chuyện gì ư? Anh à, làm sao bây giờ chứ? Chú anh Kiệt buộc em trả lại tiền đầu tư cho anh ta. Anh ta đã quyết định hợp tác cùng với người khác. Em phải làm cái gì bây giờ? Đầu dây bên kia, Lục Tử Khanh hoàn toàn luống cuống không biết làm sao. Lục Tử Minh vừa nghe vậy cũng cuống lên. Vậy làm sao bây giờ? Giờ anh không có tiền đâu. Anh tìm người bán xe có thể đưa tạm em chút không? Em cũng tìm biện pháp khác đi. Lục Tử Khanh hỏi. Anh à, có kịp không? Lần trước hiệp nghị em ký cùng anh ta có lỗ hổng. Chú anh Kiệt nói ngày mai anh ta phải đến lấy tiền, nếu không anh ta kiện em lên tòa mất.
Vậy thì anh tìm người ngay đây, xe của anh còn tốt, chắc là bán được ngay thôi. Lục Tử Minh nói xong cúp điện thoại. Lục Tử Minh gọi điện Hồ Hạo Đình. Hồ Hạo Đình vẫn thích xe của Lục Tử Minh, thấy hắn muốn bán vô cùng vui mừng. Lục Tử Minh vội vàng muốn bán nên chỉ bán 35 vạn, Hồ Hạo Đình chỉ trả 30 vạn, nhưng đồng ý trước khi Lục Tử Minh mua xe mới có thể dùng xe hiện nay của hắn ta đang dùng. Lục Tử Minh nghĩ nghĩ, giờ mình không có xe ngay cũng bất tiện, nhanh chóng đồng ý với Hồ Hạo Đình, nhưng yêu cầu đến tối phải chuyển tiền vào tài khoản của mình ngay. Hồ Hạo Đình đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Minh chuyển tiền cho Lục Tử Khanh. Lục Tử Khanh cầm vàng bạc đồ trang sức của mình thêm vào là 20 vạn tiền riêng, tổng cộng góp đủ 55 vạn trả cho Chu Anh Kiệt. Mặc dù còn thiếu so với tiền của Chu Anh Kiệt đầu tư, nhưng Chu Anh Kiệt vội vàng đi cầm trước 55 vạn, hẹn sau đó trả lại phần còn lại cho anh ta. Vừa xử lý xong chuyện của Chu Anh Kiệt một lúc, cô bảo mẫu Tiểu Chu gọi điện tới. Lục Tử Khanh vừa nghe Tiểu Chu nói ngữ nhạc lại hôn mê, thiếu chút nữa té xỉu. May là Vương Bác Văn đi ngang qua, thấy sắc mặt Lục Tử Khanh không đúng, đỡ lấy bả vai cô. Chị à, chủ tịch hội đồng quản trị, chị sao vậy? Lục Tử Khanh vô lực trả lời. Tiểu Vương à, mau đưa tôi đi bệnh viện đi, con gái tôi bị hôn mê. Khi Lục Tử Khanh tới bệnh viện, cô bảo mẫu Tiểu Chu đưa Ngữ Nhạc đến bệnh viện. Ngữ Hoan đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhào vào trong lòng Lục Tử Khanh. Mẹ ơi, con gọi Ngữ Nhạc thế nào nó không trả lời, Ngữ Nhạc bị sao thế mẹ? Mẹ nhất định phải để chú bác sĩ cứu Ngữ Nhạc. Tiểu Chu vội vàng cùng Lục Tử Khanh nói. Chị à, bác sĩ đang kiểm tra cho Ngữ Nhạc ở trong, để cho chúng ta ở bên ngoài chờ một lát. Lục Tử Khanh nghe vậy chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, bác sĩ đi từ bên trong ra. Ai là người nhà của Trương Ngữ Nhạc? Lục Tử Khanh chạy tới. Dạ chào anh, tôi là mẹ của Trương Ngữ Nhạc đây, có tình hình gì hãy nói với tôi. Vẻ mặt bác sĩ cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi nghi ngờ Trương Ngữ Nhạc mắc bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm gặp. Bệnh viện chúng tôi chỉ sợ không có biện pháp điều trị. Nếu gia đình chị có điều kiện, tốt nhất chuyển đi bệnh viện lớn khám và chữa bệnh. Không chuyển viện, ở bệnh viện các anh có điều trị được không? Lúc này tất cả tiền của Lục Tử Khanh đều đã đưa cho Chu Anh Kiệt. Nếu còn chuyển viện, cô chỉ còn cách bán nhà. Nhưng bán nhà không phải là ngày một ngày hai có thể có tiền. Bác sĩ nói với Lục Tử Khanh. Vậy thì cứ ở lại bệnh viện chúng tôi điều trị. Những kết quả điều trị chúng tôi không cách nào đảm bảo. Nếu không chuyển viện, nhất định phải chuyển con gái chị vào phòng bệnh ngay lập tức. Lục Tử Khanh gật đầu đồng ý. Lục Tử Khanh thu dọn cho Trương Ngữ Nhạc chuyển vào phòng bệnh nặng, sắp xếp Tiểu Chu đưa Trương Ngữ Hoan về nhà. Hai chị em vốn như hình với bóng. Trương Ngữ Hoan vốn muốn ở lại bên cạnh em gái không chịu đi. Lục Tử Khanh cố gắng khuyên bảo. Ngữ Hoan à, con ở đây thì mẹ còn phải lo lắng chăm sóc con. Con về nhà đi, cùng với cô Tiểu Chu ở nhà. Đợi em con khỏe hơn, chúng ta đón em về. Trương Ngữ Hoan không hề tin cách nói của mẹ. Mẹ à, mẹ đừng lừa con nghe bác sĩ nói em bị bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm thấy, có khả năng không tỉnh lại. Mẹ mau chuyển em tới bệnh viện lớn đi. Lục Tử Khanh hỏi ý kiến con gái lớn. Vậy Ngữ Hoan à, mẹ hỏi con một việc nhé. Nếu chúng ta vì chữa bệnh cho em gái con phải bán nhà lớn, đi đến sống ở nhà bà ngoại, con đồng ý không? Mẹ à, con đồng ý. Nếu em có thể tỉnh lại, như thế nào con cũng đồng ý. Mẹ bán nhà đi, chữa bệnh cho em con. Bán cả con chó con yêu quý nhất nữa, đều để chữa bệnh cho em. Lục Tử Khanh lại rơi đầy mặt, ôm lấy Trương Ngữ Hoan. Thực sự là con gái ngoan của mẹ, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ tìm người bán nhà ngay để khám bệnh cho Ngữ Nhạc. Ba người một nhà chúng ta vui vẻ sống cùng nhau. Trương Ngữ Hoan sửa cách nói của Lục Tử Khanh. Nhà chúng ta có 4 người mà mẹ, vẫn còn có 3. Mẹ chẳng phải nói ba đi công tác, chờ ba trở về nhà chúng ta 4 người đoàn tụ. Lục Tử Khanh dỗ Trương Ngữ Hoan. Đúng rồi, chúng ta đoàn tụ mà. Con về cùng cô Tiểu Chu, thu dọn sách và đồ chơi của em thích. Ngày mai mang tới đây cho em, con đọc truyện cho em nghe. Đặt đồ chơi em thích nhất trên giường bệnh. Em con nhất định là nhanh chóng tỉnh lại. Trương Ngữ Hoan nghe vậy, nhu thuận đi theo Tiểu Chu về nhà. Lục Tử Khanh bấm điện thoại cho Lục Tử Minh. Anh à, mẹ có khỏe không? Ừ, mẹ rất tốt, làm sao vậy? Là Ngữ Nhạc xảy ra chuyện. Lần trước nó bị hôn mê đưa đi bệnh viện, nó là bị virus. Hôm nay lại hôn mê, đưa đến bệnh viện, nó là lần trước khám chưa chính xác. Nó bị một loại bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm thấy, bảo chúng ta đưa đến bệnh viện lớn điều trị. Lục Tử Khanh vừa nói vừa khóc nức nở. Lục Tử Minh trả lời không chút do dự. Vậy thì em mau đưa nó tới đây, vừa hay mẹ ở trong này. Ngày hôm qua ba về nhà có thể chăm sóc Ngữ Hoan. Lục Tử Khanh có chút hoang mang.
Đúng là thế, nhưng hiện giờ em không còn tiền nữa, định bán nhà, nhưng một chốc một lát cũng không có tiền. Lục Tử Minh nhắc nhở Lục Tử Khanh, nhà bán giá thấp một chút sẽ có người mua, cứu ngữ nhạc là quan trọng, thời gian lâu sợ là chậm trễ bệnh tình của nó. Lục Tử Khanh quyết tâm, thế thì được rồi, em sẽ hỏi ngay bạn bè quen xem là có ai muốn mua không. Lục Tử Khanh nhớ tới ông Vương, bạn của Trương Bắc Tùng, mấy lần tới nhà mình khai không dứt miệng, gọi điện thoại tới, không ngờ gọi mấy lần ông Vương không nghe máy. Lục Tử Khanh bất đắc dĩ đành nhắn tin nói chuyện bán nhà, giá so với thị trường thấp hơn nhiều. Mấy phút sau ông Vương gọi lại giải thích lúc nãy mình đang chơi gôn không nghe thấy điện thoại, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn. Lục Tử Khanh biết lúc đầu ông Vương sợ là mình hỏi vay tiền, sợ tới mình là vì chuyện bán nhà mới gọi lại. Nhưng lòng người dễ thay đổi, cô cũng không đi vạch trần nữa, chỉ cười nói với ông Vương chuyện định bán nhà. Ông Vương khẳng khái đồng ý trả ngay 70% tiền nhà, sau một tháng trả nhà cho ông là được. Như vậy Lục Tử Khanh không cần vội vàng chuyển ra ngoài. Sau đó Lục Tử Khanh gọi điện cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh bệnh viện thành phố T liên hệ giường bệnh. Lục Tử Khanh đưa ngữ nhạc về nhà ông Lục, chỉ nói với ông Lục lần trước ngữ nhạc bị hôn mê tình hình chưa rõ, muốn đưa nó đi thành phố T kiểm tra. Ông Lục không nghi ngờ gì. Lục Tử Khanh dặn dò Trương Ngữ Hoan gọi xe cứu thương đưa Trương Ngữ Nhạc đến thành phố T. Khi Lục Tử Khanh tới 2 giờ sáng, Lục Tử Minh đón họ ở cửa bệnh viện. Lần này hắn vô cùng quen thuộc, đến mấy bác sĩ trực không phải là Phương Chi Viễn. Lục Tử Minh vốn chuẩn bị lại chịu đựng một trận nhục nhã cũng không tới, lại có cảm giác không chân thực. Sau khi bác sĩ trực chẩn đoán sơ bộ, để cho cả nhà Lục Tử Khanh chờ tới sáng hôm sau chuyển tới khoa thần kinh nội. Sau khi sắp xếp xong cho Trương Ngữ Hoan, Lục Tử Khanh để Lục Tử Minh chăm sóc Ngữ Hoan, cô đi thăm bà Lục. Vừa vào phòng bà Lục, thấy chị Hoàng đang ngủ trên giường khác, Lục Tử Khanh giật mình. Chị là ai vậy, cô Lý? Chị Hoàng đang buồn ngủ trên giường đứng dậy. Tôi là hộ lý bà ấy, họ Hoàng. Cô là con gái bà ấy đúng không? Tôi chăm sóc bà ấy mấy ngày rồi. Cô Lý mà cô nói chắc nghỉ rồi. À chị Hoàng à, tôi là con gái của bà ấy, vất vả cho chị rồi. Thế cô uống nước không? Tôi đi rót nước cho cô. Chị Hoàng nói xong đứng dậy đi rót nước cho Tử Khanh. Tử Khanh nhận lấy nước uống ngụm, lại để cốc nước trên tủ đầu giường. Nhìn bà Lục luôn luôn cường thế bất lực nằm trên giường, Tử Khanh không khỏi đau buồn, ghé vào giường bà Lục khóc một hồi. Trong lòng cô dễ chịu hơn một chút. Chị Hoàng cẩn thận đưa tờ giấy ăn. Này em gái, lau nước mắt đi. Lục Tử Khanh nhận lấy giấy lau mặt rồi cảm ơn. Chị Hoàng cuối cùng rón rén hiếu kỳ. Đã muộn thế này rồi, cô từ Thẩm Dương tới thăm mẹ cô ư? Sao không tới sớm chút? Lục Tử Khanh trả lời. Tôi đưa con gái đi khám bệnh, tôi vừa đến thôi. À, khó trách như vậy. Đúng rồi, con gái cô bị làm sao? Muộn như vậy mà đưa tới. Lục Tử Khanh đứng dậy. Chị Hoàng à, vì chị chăm sóc mẹ tôi đi xuống xem con bé thế nào. Ờ, được rồi, đây là chuyện tôi phải làm mà. Lục Tử Khanh trở lại phòng bệnh chơi ngữ nhạc, lặng lặng ngồi bên cạnh Lục Tử Minh. Vài ngày không gặp, hai anh em thậm chí có cảm giác dường như mấy đời. Rốt cục là Lục Tử Khanh mở miệng trước. Mẹ thầy hiện tại như thế nào rồi? Cô ấy ở đâu? Lục Tử Minh trả lời. Sau khi ly hôn, anh chưa gặp cô ấy, nhưng mà Bộc Tấn chắc chắn tìm đến cô ấy rồi. Bộc Tấn? Anh ấy trở về rồi ư? Anh ấy đến tìm Mai Tây rồi à? Bọn họ ở cùng một chỗ sao? Hai mắt Lục Tử Khanh sáng lên nhưng rồi lại ảm đạm. Lục Tử Minh trong lòng như tro tàn. Bộc Tấn đã quay về, anh không biết bọn họ giờ thế nào, dù sao không còn quan hệ gì với anh nữa. Lục Tử Khanh thân thiết hỏi. Có Công Thư Tuyết nữa, cô ấy có khỏe không? Một mình cô ấy ở nhà liệu có được không? Lục Tử Minh gằn từng chữ trả lời. Công Thư Tuyết, bọn anh đã chia tay. Cái gì cơ? Hai người chia tay, vậy thì đứa bé không giữ được sao? Một câu của Lục Tử Minh có quá nhiều tin tức, Lục Tử Khanh có chút không tiêu hóa được. Đứa bé giữ được, nhưng không phải là của anh, cho nên là chia tay rồi. Cái gì? Đứa bé không phải con của anh, lại còn hại mẹ biến thành thế này. Công Thư Tuyết là cái thứ gì chứ? Anh dẫn em đi tìm nó đi, em phải tính sổ với cô ta. Lục Tử Khanh nghe xong lời Lục Tử Minh, cơn giận tức nhảy lên. Đi tìm cô ta thì lại làm gì chứ? Ngay từ đầu chính là anh mắc bẫy của bọn họ. Nếu không phải anh say rượu luống cuống, cô ta không cách nào vu oan cho anh. Cái này là lỗi của anh, em muốn trách thì trách anh đi. Nói rồi Lục Tử Minh che mặt khóc lên.
Anh à, thôi anh đừng tự trách nữa. Bọn họ đặt bẫy lừa anh có thể có cách nào. Em muốn kiện bọn họ lừa gạt, hại mẹ thành người thực vật. Cứ như vậy tha cho cô ta, lợi cho cô ta quá. Lục Tử Khanh nhớ về vẻ đáng thương của bà Lục là không cách nào bình tĩnh được. Lục Tử Minh đau lòng tự trách. Tử Khanh, việc này đều là báo ứng của anh. Nếu anh sống yên ổn cùng Mai Tây sẽ không rơi vào hoàn cảnh thế này. Mẹ nhất định vẫn khỏe mạnh cường tráng. Đều là do lúc đấy anh bị ma quỷ ám ảnh muốn có đứa con. Anh à, chuyện này không thể trách anh. Đàn ông ai chẳng muốn có con cái ruột thịt của mình. Chỉ là anh nên đàng hoàng chia tay Mai Tây, rồi sau đó tìm một người phụ nữ thích hợp mà kết hôn. Mấu chốt là cốc thư tuyết kia không phải là thứ tốt đẹp gì. Lục Tử Minh hãm sâu vào tuyệt vọng. Ông trời ơi, tôi làm sai gì chứ? Muốn trừng phạt tôi như vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn có một đứa bé, muốn có một gia đình bình thường thôi mà. Lục Tử Khanh khuyên Lục Tử Minh. Anh à, anh đừng quá khó chịu. Hiện giờ cũng đã kết thúc với Mai Tây. Chúng ta trước tiên chăm sóc mẹ cho tốt. Đợi chỗ mẹ tình huống ổn định, anh đi tìm chị dâu cho em. Người một nhà chúng ta tiếp tục sống tốt. Thôi, giờ anh cũng không nghĩ nổi những thứ này nữa. Anh chỉ cầu có thể chăm sóc tốt cho mẹ thôi. Chăm sóc tốt cho Ngữ Nhạc, để Ngữ Nhạc nhanh chóng khỏe lên. Chuyện khác sau này hãy nói. Ừ, em cảm ơn anh. Nếu như không có anh, em chẳng biết làm thế nào nữa. Giờ Ngữ Nhạc nó lại ốm, nhà cửa cũng bán. Nếu Ngữ Nhạc có chuyện gì không hay, em không muốn sống nữa. Lục Tử Minh ôm lấy Tử Khanh. Tử Khanh này, em đừng lo lắng. Đây là bệnh viện lớn số 1, số 2 cả nước, nhất định có thể cứu được Ngữ Nhạc. Chỉ cần có thể cứu được nó, cả nhà chúng ta sống tốt. Nhà bán thì bán, về sau lại mua. Lục Tử Khanh biết lời của Lục Tử Minh chẳng qua là chuyện viễn tưởng, cũng không chọc thủng. Giờ khắc này hai anh em họ tâm ý tương thông, cùng thương yêu quan tâm lẫn nhau. Mưa gió cùng lừa gạt bên ngoài ập đến, họ trở thành người có thể dựa dẫm nhất của đối phương. Đêm đó Lục Tử Minh cùng Lục Tử Khanh đều ở phòng bệnh của Trương Ngữ Nhạc. Lục Tử Minh không con cái, đối với Trương Ngữ Hoan, Trương Ngữ Nhạc cũng coi như con mình. Giờ mình lại chẳng có ai phải quan tâm. Trương Bác Tùng lại không biết tung tích. Lục Tử Minh càng coi hai đứa bé này như là con ruột của mình. 8 giờ sáng, Lục Tử Khanh dù Lục Tử Minh đi làm. Lục Tử Minh lắc đầu. Anh bị trường cho nghỉ điều tra, bữa nay có thể chăm sóc mẹ và Ngữ Nhạc. Tử Khanh có chút khó hiểu. Anh à, anh không phải là giáo viên nòng cốt của học viện sao? Rất có tiền đồ cơ mà, vì sao phải nghỉ dạy điều tra? Lục Tử Minh bất đắc dĩ. Là vì chuyện của Cốc Thư Tuyết và anh. Có người viết thư tố giác gửi cho viện trưởng Cát, cho nên phòng hành chính để anh nghỉ dạy. Lục Tử Khanh có chút giận lây sang Mai Tây. Chắc chắn là chính Mai Tây viết. Đã ly hôn cùng anh, sao còn hại anh như thế? Người ta chẳng phải đều nói một ngày phu thê trăm ngày ân ư? Hẳn là không phải chị dâu của em. Tuy tính tình cô ấy không tốt, nhưng từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không dùng những chiêu thức như vậy. Thế thì là ai chứ? Chắc chắn là ba cô ấy rồi. Ba cô ấy là giáo viên, chắc chắn đặc biệt rõ ràng việc đâm bị thóc, chọc bị gạo. Lục Tử Khanh lập tức chuyển hướng về ông Trình. Lục Tử Minh cực lực khuyên giải em gái. Thôi, giờ em quan tâm người nào viết có ý nghĩa gì. Ngược lại anh cảm thấy đây là chuyện tốt. Anh có thể nhân cơ hội này chăm sóc mẹ và Ngữ Nhạc. Là anh cầu không được ấy chứ. Lục Tử Khanh âu sầu. Anh à, em có chút cảm thấy không đáng giá cho anh. Anh vốn là tiền đồ vô lượng, kết quả giờ thành như vậy. Lục Tử Minh vô cùng lạc quan. Không sao đâu, coi như anh làm lại lần nữa, không có gì đáng ngại. Chuyện bên học viện điều tra xong là được. Dù sao giờ anh cũng không ở cùng Cốc Thư Tuyết. Bọn họ điều tra, anh cứ một mực chắc chắn là người ta vu cáo. Anh cùng Cốc Thư Tuyết không có vấn đề gì. Em phải tin tưởng anh trai của em. Nhất định một lần nữa có sự tín nhiệm của viện trưởng Cát. Lục Tử Khanh nghe xong lời Lục Tử Minh, biểu tình trên mặt thoải mái hơn đôi chút, nhưng lại còn một chút lo lắng. Anh như vậy có được không? Bọn họ có tin không ạ? Lục Tử Minh ôm vai Lục Tử Khanh. Tử Khanh này, em không tin ai, còn không thể tin anh trai của em ư? Viện trưởng Cát tuyệt đối đứng ở phía anh, nhất định không vấn đề gì. Giờ phải ở nhà dựa vào hai chúng ta. Nhất định em phải kiên cường, đừng có không vượt qua nổi. Anh nói nhà cửa phán cho Trình Mai Tây đúng không? Vậy giờ anh ở đâu? Cô ấy đồng ý cho anh ở trong vòng một tuần phải trả nhà cửa. Bây giờ còn 3-4 ngày, anh đã đi đại lý bất động sản gần đây xem nhà. Khi nào tìm nhà được anh sẽ chuyển đi. À, vậy là được rồi. Tiền chỗ em có, tiền bán nhà đã chuyển sang tài khoản của em. Anh tìm chỗ điều kiện tốt một chút. Lục Tử Minh ngược lại nhẹ nhàng.
Dù sao hiện giờ anh có một mình thôi, ở đâu chẳng được. Thực sự không ổn đâu, anh ở lại văn phòng học viện cũng được. Lục Tử Khanh nén giận. Thế thì ra cái gì nữa? Năm ngoái bảo mọi người mua nhà lại không chịu, kết quả không mua nhà, tiền đều bị bồ nhí của Trương Mác Tùng cuỗm sạch. Giờ biết thế này lúc ấy mua nhà cho anh, giờ ít nhất vẫn có chỗ ở. Lục Tử Minh an ủi em gái. Không sao đâu, dù sao anh cảm thấy bây giờ rất tốt, một mình ăn no, cả nhà không lo đói bụng. 8:30 sáng, y tá đưa phiếu xét nghiệm của Trương Ngữ Nhạc cho Lục Tử Khanh. Đây là phiếu xét nghiệm Trương Ngữ Nhạc, anh chị đi tìm bác sĩ xem kết quả đi. Lục Tử Khanh lấy phiếu xét nghiệm. Anh à, anh ở đây chăm sóc Ngữ Nhạc, em đi tìm bác sĩ. Lục Tử Minh gật đầu đồng ý. Lục Tử Khanh cầm phiếu vào văn phòng bác sĩ. Người ngồi trước bàn làm việc chính là Phương Chi Viễn. Cô nhẹ nhàng đặt phiếu trước mặt Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn ngẩng đầu thấy là Lục Tử Khanh, thoáng có chút kinh ngạc. Là cô ư? Phiếu xét nghiệm này là của ai? Là của con gái tôi, tự dưng hôn mê bất tỉnh, đêm qua đưa tới. À, tối qua tôi không phải trực, con gái của cô chuyển sang khoa nội thần kinh. Tôi viết giấy cho chuyển khoa luôn, cô đưa cho y tá, để cho cô ấy giúp cô chuyển khoa. Trong lòng Phương Chí Viễn tò mò, nhưng sự rèn luyện hàng ngày cùng cá tính của anh quyết định anh không mở miệng hỏi nhiều, mà chỉ làm việc của anh thôi. Anh viết xong giấy của bác sĩ đưa cho Lục Tử Khanh. Lục Tử Khanh đã mất đi phong thái lúc trước, nhận lấy giấy của bác sĩ, cúi đầu nói cảm ơn. Đối với bệnh của bà Lục, đáy lòng Phương Chi Viễn lúc ấy chỉ có cảm giác vui sướng. Nhưng giờ nhìn Trương Ngữ Nhạc tuổi nhỏ mà ốm, cuối cùng trong lòng anh vẫn là sự không đành lòng chiếm ưu thế. Tấm lòng của người làm thầy thuốc, hơn nữa còn là mong muốn đối xử công bằng với mỗi một người bệnh. Vào lúc tối ăn cơm, Phương Chi Viễn dường như vô cùng đắc ý. Dạ, con gái nhà Lục Tử Khanh bị bệnh, tới bệnh viện ở chúng con rồi ạ. Ông Trình chỉ là nghiêng tai lắng nghe, bà Trình có chút thiếu kiên nhẫn. Con gái Lục Tử Khanh á, bị làm sao? Ôi giời, đáng đời. Ai bảo Lục Tử Khanh cùng mẹ cô ta hợp lực bắt nạt Mai Tây nhà chúng ta, lần này bị báo ứng rồi đây. Ông Trình trừng mắt nhìn bà Trình một cái. Miệng của bà có thể đừng buông tha người khác như vậy một chút hay không? Ngữ Nhạc nó là đứa bé biết cái gì, cho dù người lớn làm chuyện xấu cũng không phải là lỗi của nó. Nó bị bệnh đáng thương biết mấy. Chí Viễn, nó bị bệnh gì vậy con? Phương Chí Viễn lắc đầu. Là một loại viêm màng não cực kỳ hiếm gặp, cả nước hiện giờ chỉ có mấy chục ca, giờ cũng không còn cách điều trị hữu hiệu. Con bé đang hôn mê, cũng không biết là có thể tỉnh hay không nữa ạ. Tại sao có thể thế nhỉ? Tuy nói ông bà ngoại mẹ bác nó đều vô cùng không chịu nổi, dù sao đứa bé cũng là vô tội. Hy vọng là Ngữ Nhạc có thể nhanh chóng tỉnh lại. Ông Trình mong cho Ngữ Nhạc có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Trên mặt bà Trình không hề có sắc mặt bi phẫn. Sau khi Trình Mai Tây đi rồi, một khi Phương Chi Viễn đi làm, trong nhà chỉ còn ông bà Trình. Đột nhiên có cảm giác có chút buồn. Ông Trình vào nhà ấm trồng hoa chăm sóc hoa cỏ, bà Trình ở phòng bếp bận rộn nhưng vẫn có chút buồn. Chị Mai Tây chỉ gọi điện báo bình an cho họ vào ngày tới nơi, sau đó không hề có bất kỳ tin tức gì. Bà Trình nói thầm với ông Trình, Mai Tây nó sao thế nhỉ, làm sao cũng không gọi điện cho chúng ta. Ông Trình không đồng ý. Bọn nó sống được là được, điện thoại cho bà để làm gì? Lại nói Mai Tây là đi khám bệnh, không phải đi chơi. Nói điều trị xong sẽ tự nhiên trở về mà. Ông già này, chúng ta sống mãi ở đây cũng không phải là biện pháp hay. Mai Tây chưa hồi phục hoàn toàn, chúng ta đi giúp nó thu nhà cửa lại. Chờ thu dọn xong chúng ta trở về Trùng Khánh đi. Ông Trình tán thành. Mẹ nó à, bà nói có lý. Có điều còn chưa tới lúc, bà cứ an tâm ở chỗ này. Tới thời gian ấy chúng ta cầm phán quyết của tòa án tới cửa đòi nhà. Đoán chừng Lục Tử Minh nó không dám không cho chúng ta lấy nhà. Bà chỉ nghe ý kiến của ông Trình yên tâm chờ đợi. Thời hạn một tuần cũng đã đến. Hai người chăm sóc hoa cỏ cùng thu dọn nhà xong, khôi phục sinh hoạt như trước ở Trùng Khánh. Thỉnh thoảng Phương Chi Viễn dẫn theo Lâm Như Sơ trở về nhà ăn cơm. Cuộc sống hàng ngày cứ như vậy êm đềm trôi qua. Ngày Trình Mai Tây cùng Bộc Tấn rời đi, Kha Vũ đưa bọn họ tới sân bay. Ở ngoài sân bay, Kha Vũ kéo Bộc Tấn đến một bên. Mời hai người ở lại chơi vài ngày. Lại một ngày không chịu ở lại. Vốn cho là cậu muốn rời nơi phồn hoa về nước có chuyện, hóa ra chính là cô ấy ư? Bộc Tấn mỉm cười nhìn Mai Tây. Là cô ấy, nhưng mà không phải là vì toàn bộ là cô ấy. Có điều giờ mình biết mình thực sự muốn có cuộc sống như thế nào. Khả Vũ đấm Bộc Tấn. Thằng oát này, nhìn cậu mỗi ngày vui chơi nhân gian, cái gì cũng không để trong lòng. Kết quả lúc làm việc thực sự dùng chân thành hơn bất kỳ ai. Lần này cậu về nước không biết khi nào mới có thể trở lại.
Bồng Tấn nói trước với Kha Vũ: "Yên tâm đi, một năm sau chúng tớ quay lại Mỹ. Đến lúc ấy khả năng vẫn còn phiền cậu liên hệ bệnh viện, còn theo giúp chúng tớ vài ngày." Kha Vũ cười xấu xa: "Cái gì thằng oát cậu khám bệnh viện ở Mỹ? Lần sau đến khám tiếp là ai khám? Liệu cậu có đổi người khác không đấy?" Bộc Tấn gật đầu: "Vẫn là dẫn cô ấy tới. Lần này giải quyết vấn đề tâm lý của cô ấy. Lần sau muốn điều trị bệnh tật trên người cô ấy." Kha Vũ cười to: "Rồi rồi, dù sao việc khác tôi không giúp được, việc này đúng là có thể giúp." Chỉ Mai Tây dường như cảm giác hai người đang nói về mình, quay đầu nhìn Bộc Tấn cùng Kha Vũ. Bộc Tấn vỗ vai Kha Vũ: "Cậu cũng đừng cười dọa người như vậy, chúng ta đi thôi. Có thời gian về nước chơi một vòng, có khi có thể tìm được tình yêu của cậu." Ánh mắt Kha Vũ ảm đạm: "Tình yêu chân thành của tôi đã sớm yêu chân thành người khác." "Không sao đâu, yêu người khác thì sao chứ, kết hôn với người khác không có gì. Chỉ cần cậu yêu cô ấy thật lòng, nhất định có thể tìm lại một lần nữa." Kha Vũ cười to: "Được rồi, chờ lúc các cậu kết hôn báo tôi về nước, tôi tham gia hôn lễ, tiện thể tìm tình yêu đích thực luôn." Triệu Bộc Tấn cùng Kha Vũ từ biệt, Mai Tây vội vàng gọi cho ông Trình, chỉ đơn giản nói mình đêm đó bay trở về. Ông Trình không hỏi nhiều, chỉ hỏi rõ thời gian chuyến bay tới. Lúc Mai Tây cùng Bộc Tấn đi ra khỏi sân bay, Phương Chí Viễn mang theo ông Trình và bà Trình đang đợi ở cửa đón khách. Mai Tây nét mặt sảng khoái, đã khôi phục trạng thái trước khi bị bệnh. Chỉ Mai Tây chạy vào trong vòng tay của ông bà Trình, Phương Chí Viễn cùng Bộc Tấn đứng bên cạnh chứng kiến cả nhà ba người đoàn tụ. Ông bà Trình ngồi ghế sau cùng Mai Tây, Bộc Tấn ngồi ghế lái phụ. Sau khi ba người thân thiết nói chuyện với nhau, Bộc Tấn quay đầu nhìn phía ông bà Trình: "Cô chú à, cháu đã đặt cơm, cháu muốn cùng ăn cơm với cô chú một bữa, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cô chú." Ông Trình đau lòng nhìn Mai Tây: "Hai con bay lâu như vậy nhất định mệt rồi, vẫn là về nhà ăn cơm đi, cô con đã chuẩn bị bữa tối rồi." Chỉ Mai Tây tinh thần rất tốt nhìn ông Trình: "Ba, con không sao đâu, Bộc Tấn muốn mời ba mẹ ăn cơm, ba mẹ cứ đi thôi." "Ờ thì vậy cứ theo ý Mai Tây." Phương Chí Viễn đưa họ tới nhà hàng, lại lấy cớ mình còn có việc ở bệnh viện, lại không chịu đi cùng. Bộc Tấn chân thành mời Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn thấy thịnh tình của Bộc Tấn không thể từ chối, dừng xe xong đi theo bọn họ cùng vào nhà hàng. Vừa vào nhà hàng, Bộc Tấn vỗ hai tay. Nhà hàng vốn đang tối tăm, nháy mắt sáng lên, chứng tỏ trước đó bố trí rất tốt. Giữa nhà hàng có hình trái tim bằng hoa hồng, ở giữa là bàn ăn. Hai đội nhân viên phục vụ trên tay đều cầm nến, đứng ở hai bên đoàn người chỉ Mai Tây. Bộc Tấn duỗi tay đến trước mặt Mai Tây. Dưới ánh mắt chờ mong của anh, chỉ Mai Tây đặt tay trong vòng tay Bộc Tấn, nhẹ nhàng cầm tay Mai Tây. Khi hai người cài tay vào nhau, trong nháy mắt, toàn thân Mai Tây run lên. Bộc Tấn dường như hiểu được cô đã trải qua bao đau khổ, vài ngày trước đó chưa hề tiếp xúc thân mật cùng cô, là cho cô có thời gian, cũng dường như cố ý dành chút chờ mong, mà những thứ này đều là kìm nén, khiến cho giờ đây sắc mặt Mai Tây xúc động. Bộc Tấn nhìn cô: "Anh hy vọng cùng với anh, em có thể nhìn được ánh sáng trong đêm. Lúc tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, lúc đau khổ tìm được hạnh phúc." Mai Tây cũng nhìn Bộc Tấn, kia trải qua suy sụp và kiếp nạn mà nói, sẽ không còn là chờ mong lãng mạn và không thực tế nữa. Đúng là Bộc Tấn ở bên cô đã thực sự nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm, khi tuyệt vọng có hy vọng, lúc đau khổ tìm được hạnh phúc. Mai Tây đi theo Bộc Tấn, đi trên con đường tới hạnh phúc, đi đến giữa lòng cánh hoa hạnh phúc. Bộc Tấn từ trên chiếc hộp trên bàn lấy một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay Mai Tây. Giờ khắc này đây không chỉ có Mai Tây, ngay cả ông Trình bà Trình cũng đều rưng rưng nước mắt. Phương Chí Viễn chứng kiến giờ khắc này đột nhiên hiểu được, trước khi Mai Tây nói với anh, mỗi người đều phải tự mình sáng tạo ký ức tốt đẹp cho mình. Chỉ có Bộc Tấn mới có thể hoàn toàn hiểu, thưởng thức chỉ Mai Tây. Năm người ngồi xuống bàn ăn, Bộc Tấn hướng phía ông bà Trình: "Cô chú à, hôm nay cháu đưa Mai Tây mang về, hoàn chỉnh trả lại cho cô chú. Đồng thời cháu muốn xin phép cô chú gả cô ấy cho cháu, về sau hãy để cho cháu chăm sóc cô ấy." Ông Trình trao đổi ánh mắt cùng bà Trình, ông gật gật đầu với Bộc Tấn. Chỉ cần Mai Tây đồng ý, cô chú cũng không có ý kiến gì. Hai đứa dự định khi nào kết hôn? Bộc Tấn nhìn phía Mai Tây: "Ngày 11 tháng này chính là ngày cháu Mai Tây quen nhau 10 năm. Cháu muốn làm vào ngày này, tổ chức hôn lễ tại giáo đường cùng Mai Tây, hy vọng là cô chú cho phép." Ông Trình bất ngờ: "Ngày 11 chỉ còn cách có một tuần, có vội quá không đấy? Ngay cả phòng cưới không chuẩn bị kịp mà." Bộc Tấn trả lời: "Tất cả các công việc chuẩn bị cháu đều đã hoàn thành, phòng cưới đã bố trí xong,
Hiện tại chỉ thiếu cô dâu thôi ạ. Cháu cùng Mai Tây bỏ lỡ quá nhiều thời gian, cháu không muốn chậm trễ thêm nữa. Ông chỉ gật đầu. Thế thì nếu đã vậy, cứ làm theo ý cháu, cô chú không ý kiến. Sau khi ăn xong, Bộc Tấn chào tạm biệt cả nhà Mai Tây. Anh có việc chuẩn bị cho hôn lễ phải làm, mà chị Mai Tây cũng cần trở về nhà cùng ba mẹ trải qua những ngày trước khi cưới. Bà Trình dường như là đang ở trong mơ. Mai Tây ơi, hai con quyết định kết hôn nhanh như thế, có phải có chút vội vàng không đấy con? Chị Mai Tây nói cho bà Trình. Kỳ thật là trước kia tặng hoa chocolate được là Bộc Tấn. Anh ấy sợ ba mẹ không chấp nhận, đã yên lặng làm bạn bên con thật lâu. Lúc ở Mỹ anh ấy nói cho con biết, khi đó anh ấy đã thề sẽ cả đời ở bên cạnh con. Cho dù cả đời này con không khôi phục được, anh ấy sẽ không buông tay. Trách nào như vậy. Đúng rồi, hai đứa nhiều năm không gặp, đột nhiên nó xuất hiện thế này rồi cầu hôn con, liệu có thể có ẩn tình gì không con? Mẹ à, sau khi con gặp được người như Lục Tử Minh, còn sợ gặp được người xấu hơn anh ta ư? Mọi người đều nói hết đường lại thông, con cũng không tin vận khí của mình lại bết bát như vậy. Con là một phụ nữ ly hôn lại không thể có con, đối với con mà nói còn có gì tệ hơn chuyện này? Nếu lại là con không biết nhìn người, chẳng qua cũng chỉ là không yêu thôi. Ông Trình tin tưởng sự tín nhiệm đó. Mẹ nó à, và đừng nghi ngờ Bộc Tấn nữa. Nhiều năm như vậy nó còn không hề mất tình cảm với Mai Tây. Tôi thấy Bộc Tấn đúng là người thực tình với Mai Tây. Chúng ta có thể yên tâm giao Mai Tây cho nó. Trở về nhà, Mai Tây đi vào nhà ấm trồng hoa đầu tiên. Ông Trình cùng bà Trình vào phòng khách. Vợ chị Viễn đứng ở trong sân. Mai Tây gọi anh. Chị Viễn à, có thể qua đây một lát không? Chị Viễn, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã làm cho chị nhiều chuyện như vậy. Thôi, chị đừng nói vậy. Em đâu có làm được gì cho chị, mà trước đây còn từng có ảo tưởng với chị nữa mà. Không, cậu không hiểu rồi. Lúc chị gặp cậu là lúc đen tối nhất trong cuộc đời mình. Mà kệ tình yêu cậu dành cho chị là thế nào, nhưng đó chính là yêu. Để cho chị lần nữa có dũng khí sống tiếp, tràn ngập tin tưởng đối với tương lai. Đó là tình yêu của cậu đã cứu chị đấy. Chị Mẹ Tây cuối cùng có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra tất cả cảm kích đối với Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn cuối cùng cũng có thể mở rộng nội tâm mình. Thực ra theo ý của chị là em cứu chị, nhưng mà người nhà của chị cũng cứu em. Lúc em mất đi ba mẹ rồi gặp lại Liễu Nhạc Hạ, có vấn đề tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Đúng là chị đã đúng lúc xuất hiện, bao gồm cả ba mẹ nuôi, chính là sự cứu rỗi đối với linh tâm của em. Chi Viễn này, xem ra chúng ta gặp nhau thực sự là chuyện đã định trong số mệnh. Chỉ là ngay từ đầu chúng ta đều không rõ duyên phận của chúng ta trở thành chị em. May mắn hai chúng ta đều đã đúng lúc hiểu ra. Đúng vậy, nếu có một người như chị, có người nhà như ba mẹ nuôi, em cảm thấy thực sự may mắn. Ừ, chị cũng thế. Cũng thực không ngờ sau khi bị bệnh còn có thể có được may mắn như vậy, gặp gỡ được người em trai tốt như em. Em và bác sĩ Lâm sao rồi? Em nhất định phải quý trọng cô ấy. Em biết chứ, Lâm Như Sơ là cô gái tốt, em sẽ quý trọng cô ấy. Lúc tình yêu đến, Mẹ Tây của Phương Chi Viễn đều không thể biết trước nó sẽ là tình yêu thế nào. Nhưng mà qua thời gian, họ cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt chân thực của tình yêu. Một ngày nào đó, tình yêu sẽ quay về đúng điểm của nó. Chân tình sẽ xuất hiện, họ cùng nhau vun đắp cho tình yêu này. Chờ đợi nó lớn dần, đó sẽ là thu hoạch chung của họ. Phương Chi Viễn giọng nói thoải mái nhắc nhở. Chị Mai Tây, lần trước kiểm tra cho chị, phát hiện răng nanh của chị bị long ra, giờ ăn cái gì cũng không tiện đúng không? Sáng sớm ngày mai chị đi bệnh viện kiểm tra đi, tốt nhất trước khi kết hôn chị làm lại răng nanh đi. Ừ, vậy thì sáng mai chị đến bệnh viện cùng em. Thôi được rồi, vậy mau vào nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta phải đi bệnh viện sớm. Nói rồi Phương Chi Viễn kéo Mai Tây. Chị Mai Tây cùng Phương Chi Viễn đứng lên, hai người nắm tay vào phòng. Nhìn thấy hai người đi vào, bà Trình lặng lẽ lau nước mắt, giả vờ mình hoàn toàn không nghe đến hai người nói chuyện. Chị Mai Tây vừa thấy bộ dạng đau lòng của bà Trình, liền biết chắc bà nghe được hai người nói chuyện. Là nước mắt đau lòng cũng là vui sướng, tiến lên ôm bà. Mẹ ơi, có phải con gái lấy chồng mẹ không nỡ không đấy? Cái gì cơ chứ, con gái không nghe lời như con gả ra ngoài. Mẹ không cần làm lụng vất vả vì con là mẹ vui mừng đấy. Chị Mai Tây làm nũng. Bà ơi, bà xem mẹ con, rõ ràng là không nỡ, vẫn còn nói là con không nghe lời. Nói một đằng nghĩ một nẻo cái kìa. Ông Trình lời nói thâm thía. Mai Tây à, con cùng Bộc Tấn phải kết hôn. Con có thể tìm được người mình muốn, sống cùng cả đời, ba mẹ vui mừng. Chờ làm xong hôn lễ hai đứa, ba mẹ trở về Trùng Khánh. Chính con sống cho tốt, về sau đừng có mạnh mẽ như thế.
sống tôi cùng Bộc Tấn, quý trọng hạnh phúc tới không dễ dàng này. Phương Chí Viễn vô cùng chi kỷ đưa ra phương án giải quyết. Bà mẹ nuôi à, thực ra hai người cứ ở đây cùng con. Đây sẽ là nhà mẹ đẻ của Mai Tây. Mỗi ngày con về nhà cũng ấm áp. Chị Mai Tây có thể ở gia đình nhỏ của chính mình. Ông chỉ khéo léo từ chối. Còn cùng với Lâm Như Sơ sớm muộn cũng kết hôn. Chúng ta ở chỗ này chung quy không phải cách lâu dài. Cuối cùng vẫn là về Trùng Khánh, không bằng về sớm một chút. Chị Mai Tây vô cùng không nỡ. Ba mẹ à, hai người đừng đi, ở đây giúp con không được ư? Đợi nhà Lục Tử Minh dọn đi, ba mẹ qua đó ở, không ảnh hưởng gì tới Chi Viễn mà. Ông Trình quả quyết. Làm gì có chuyện sống chung cùng ba mẹ. Con có cuộc sống của con, ba mẹ có cuộc sống của ba mẹ. Mọi người ở cùng không được tự nhiên. Ba và mẹ con ấy à, chỉ cần thi thoảng điện báo bình an, ngày nghỉ về Trùng Khánh thăm ba mẹ là được. Các con bình yên là ba mẹ an tâm. Trình Mai Tây vô cùng không nỡ ôm lấy bà Trình. Ba mẹ thực sự không chịu ở đây với con ư? Ý của ba với mẹ con là sau khi giúp con lấy nhà từ chỗ Lục Tử Minh, giúp con thu dọn nhà cửa xong, sau đó kệ con bán hay cho thuê cũng được, ba với mẹ con trở về Trùng Khánh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bà Trình làm xong bữa sáng, đánh thức Phương Chí Viễn cùng Mai Tây. Hai chị em ăn xong bữa sáng cùng đi bệnh viện. Mai Tây vừa vào viện gặp Lục Tử Khanh. Hai người bạn thân ngày xưa nay thoáng thấy nhau đều sửng sốt. Phương Chí Viễn thấy vậy ghé vào tai Mai Tây nhắc nhở. Cô gái cô ấy là Trương Ngữ Hoan bị bệnh, đang nằm viện ở đây. Mai Tây đi tới phá cục diện bế tắc. Tử Khanh à, Ngữ Hoan sao vậy? Lúc năm mới chẳng phải còn tốt ư? Nó bị bệnh gì thế? Lục Tử Khanh lã chã như sắp khóc nhìn Mai Tây. Ngữ Hoan nó bị viêm màng não cực kỳ hiếm gặp, không biết là có thể tỉnh lại không nữa. Chị Mai Tây quay đầu nói với Phương Chi Viễn. Em cứ làm việc của em đi, chị cùng Tử Khanh nói chuyện một lát, lát nữa chị tự đi nha khoa. Phương Chi Viễn gật đầu rời đi trước. Mai Tây nhìn ngược về phía Lục Tử Khanh. Vậy Ngữ Hoan đâu? Mình đi thăm nó. Lục Tử Khanh dẫn Mai Tây đến phòng bệnh Ngữ Hoan. Chị Mai Tây nhìn trang Ngữ Hoan trên giường nhỏ, nhất thời có chút không đành lòng. Đứa bé này chính mình nhìn nó lớn lên, giờ nó đang trải qua sự hành hạ của bệnh tật. Cậu đừng lo lắng quá, điều kiện chữa bệnh bây giờ rất tốt, Ngữ Hoan nhất định sẽ tỉnh lại. Lục Tử Khanh ôm lấy Mai Tây. Mai Tây ơi, xin lỗi cậu, đây là lỗi của mình, đều là do mình có lỗi với cậu nên mới bị báo ứng như vậy. Nhìn Lục Tử Khanh bất lực lại hối hận, tất cả oán hận trước của Mai Tây đối với Tử Khanh toàn bộ biến mất. Cô đưa tay lau nước mắt cho Lục Tử Khanh. Cậu đừng nói như vậy mà Tử Khanh, cũng không phải tất cả đều là lỗi của cậu. Có trách chỉ trách anh trai cậu, không trách được cậu mà. Không, Mai Tây à, năm đấy trước khi Bộc Tấn đi Mỹ từng gọi điện cho cậu, đều là do mình chặn lại không nói cho cậu. Mình một mực thầm yêu Bộc Tấn, mình ghen tị với cậu cho nên cố ý hại hai người chia tay. Để cho anh mình ở cùng cậu, cũng là muốn có tin tức của Bộc Tấn đầu tiên. Chỉ là không ngờ nhầm lẫn thế nào, anh mình yêu cậu, cuối cùng còn gả cho anh ấy nữa. Mai Tây ngăn cản Lục Tử Khanh tiếp tục nói. Thôi đừng nói nữa, tất cả mình đã đều biết. Từ cậu hại mình và Bộc Tấn đi bao nhiêu năm đường vòng như vậy, nhưng nếu không phải thế, mình không biết tình yêu của mình và anh ấy có được sâu sắc như vậy không. Sao cơ, cậu đều biết rồi ư? Cậu thực sự không trách mình, thực sự tha thứ cho mình? Ừ, lúc mình ốm mình đã nghĩ nhiều. Năm ấy mình cùng Bộc Tấn chia tay có nhiều nguyên nhân. Nếu mình có thể kiên trì với tình yêu của mình, không dễ dàng gả cho anh cậu, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khác. Tình yêu chưa bao giờ lùi bước mà. Lục Tử Khanh thẳng thắn. Đúng là mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu, giờ anh ấy cũng gặp báo ứng. Cốc Thứ Tuyết đã chia tay với anh ấy rồi. Chỉ Mai Tây khó hiểu. Không phải là Lục Tử Minh muốn kết hôn cùng Cốc Thứ Tuyết ư? Vì sao lại chia tay? Là Cốc Thứ Tuyết tiếp cận anh mình vốn có mục đích. Cô ta muốn dựa vào quan hệ của anh mình ở lại học viện, cho nên trăm phương ngàn kế phát sinh tình một đêm cùng anh của mình. Đứa bé là của cô ta và bạn trai. Nếu không phải lúc trước anh mình về nhà bắt được, hiện tại chắc là đang nuôi con thay người khác. Chị Mai Tây hỏi. Vậy chuyện ở lại học viện của cô ta thì sao? Cuối cùng đã làm xong chưa? Lục Tử Khanh tức giận. Chưa, không biết có ai gửi cho viện trưởng Cát phong thư tố giác. Kết quả anh trai mình bị tạm thời cách chức kiểm tra. Chuyện ở lại học viện của Cốc Thư Tuyết thất bại. Cũng may có người viết thư tố giác kia, bằng không anh mình có đang ngây ngốc làm việc thay người ta. Chị Mai Tây không thể nhịn mà mắng Lục Tử Minh. Tại sao có thể vậy chứ? Anh cậu thực sự là không có đầu óc. Chẳng nhẽ con không phải là của mình mà chính anh ta không rõ ư? Lục Tử Khanh nhìn Mai Tây. Có mối quan hệ bạn thân trước đây và chị dâu em chồng, lúc này hai người bàn luận đề tài này chung quy có chút quái dị.
đều ngừng miệng không nói nữa. Lục Tử Khanh hỏi Mai Tây, có chuyện này mình không biết có nên nói với cậu không? Anh mình bán xe lấy tiền giúp mình, cậu có thể đừng vội giục anh ấy chuyển nhà không? Chờ anh ấy từ từ tìm được chỗ thích hợp rồi chuyển nhà. Chị Mai Tây đúng là không đành lòng nhìn Lục Tử Minh chơ vơ. Ừ, thế thì cũng được. Cậu ở cùng Ngữ Hoan không có nhà không được, nhà cửa mình không vội, chờ cậu tìm được nhà thì chuyển đi cũng được. Thế thì cảm ơn cậu nhé, mình sẽ nói với anh mình là đã gặp cậu, để mình không vội vàng chuyển đi, đợi Ngữ Hoan xuất viện mình trả nhà cho cậu. Chị Mai Tây sảng khoái đồng ý. Lục Tử Khanh cảm thấy mang ơn chị Mai Tây. Chị Mai Tây nhìn Lục Tử Khanh, mình cùng Bộc Tấn đã quyết định tuần sau kết hôn, nếu cậu có thể tới, mời cậu tới tham gia hôn lễ của mình. Lục Tử Khanh gật đầu, nhất định mình sẽ đến. Vậy mình đi khám răng, răng của mình bởi vì cắn quá sức toàn bộ đã long ra, mình phải thay răng giả thôi. Răng đã đều long nhất định là đau lắm. Lục Tử Khanh nhất thời không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới kìm nén nói ra những lời này. Mai Tây hít một hơi sâu nhẹ nhàng trả lời, đúng là đau chứ, có điều là may mà đã toàn bộ qua rồi. Lúc Mai Tây đi ra ngoài, cùng lúc đấy Lục Tử Minh đi vào. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Mai Tây dừng lại một chút, cuối cùng vẫn phiêu diêu mà đi. Giữa bọn họ đã không còn lời để nói, tất cả tin tức cũng chỉ có thể dựa theo miệng người khác truyền lại. Bởi vì kiếp này đã vô duyên, kiếp sau không nhất định gặp lại. Lục Tử Minh vào cửa, nhìn về phía Lục Tử Khanh. Cô ấy tới làm gì vậy? Tới xem trò cười của chúng ta đấy ư? Làm sao anh có tâm lý u ám như thế? Lúc ở hành lang em đã gặp Mai Tây, cô ấy nghe nói Ngữ Hoan bị bệnh, cô ấy đến thăm Ngữ Hoan, mà còn chủ động nói chúng ta không cần nhanh chóng chuyển nhà, lúc nào Ngữ Hoan xuất viện trả lại nhà cũng được. Có phải là em cầu xin cô ấy không? Anh và cô ấy đã chia tay, không muốn đi cầu xin cô ấy. Sao em làm như vậy? Anh mất mặt quá. Khó trách anh không giữ được Mai Tây, anh không hề xứng đáng với cô ấy đấy. Lục Tử Khanh như thấy được sự rộng lượng của Mai Tây, không khỏi chào phúng Lục Tử Minh. Lục Tử Minh tức giận, anh là anh trai của em, ngay cả em cũng nói như vậy. Chị Mai Tây từ đầu không còn an tâm ở cạnh anh, bằng không vì sao cô ta lại cấu kết cùng Bộc Tấn? Lục Tử Khanh cuối cùng không nhịn được, anh à, anh đừng nói oan uổng cho người khác. Mai Tây đúng là tình cũ khó quên với Bộc Tấn, nhưng mà lúc ở cùng anh là chân thành thật ý sống cùng anh, là do anh ở Mỹ không quý trọng cô ấy. Lục Tử Minh nổi trận lôi đình, giờ mới là lời thật lòng của em đúng không? Hóa ra em cho là tất cả mọi chuyện đều là do anh. Chẳng nhẽ Mai Tây cô ấy không sai chút nào? Cô ấy vĩnh viễn là cao cao tại thượng, cho rằng cô ấy ở cùng anh là bố thí cho anh, mà cô ấy không sinh con được, chẳng nhẽ em không biết? Cho nên cuối cùng cũng như anh mong muốn đấy, giờ cô ấy gả cho Bộc Tấn, anh cũng theo sát ly hôn với cô ấy. Giờ anh muốn tìm người phụ nữ thế nào chẳng được, không cần phải chịu đựng cô ấy, anh nên vui mừng, làm sao hô to gọi nhỏ như vậy? Lục Tử Minh trừng mắt, được đấy, anh đi, em đi tìm chị dâu tốt của em chăm sóc Ngữ Hoan. Lục Tử Khanh dừng miệng. Lục Tử Minh biết Mai Tây tái hôn, tâm tình nhất định không ổn. Đây là chỗ dựa duy nhất của họ, tất nhiên là phải đoàn kết nhất trí mới có thể ứng thủ. Từ biệt Lục Tử Khanh, Mai Tây đi tới nha khoa. Bác sĩ nha khoa vô cùng đau lòng nhìn Mai Tây. Cô nói xem, răng đẹp thế này, có chuyện gì mà khó chịu để cô đau khổ thế này, cắn răng tới mức đáng thương quá. Mai Tây cúi đầu. Dạ, đã từng gặp một chút chuyện rất đau khổ cho nên thành thế này. Bác sĩ cao tuổi ân cần dạy bảo, răng cửa phía trước có 4 chiếc, miễn cưỡng có thể tiếp tục dùng, những cái khác đều phải trồng lại. Cô xem cô mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể để răng mình thành thế này? Cô không biết thân thể mình do cha mẹ ban cho ư? Về sau nhất định phải bảo vệ thân thể của mình cho tốt. Chị Mai Tây gật đầu đồng ý, hẹn bác sĩ làm răng trước khi hôn lễ xong. Chị Mai Tây gọi Phương Chí Viễn một hồi rồi mình rời khỏi bệnh viện. Trở về, Mai Tây nói với ông bà Trình. Ba mẹ à, chuyện nhà cửa hai người tạm thời chứ không cần lo. Con đã đồng ý với Lục Tử Khanh không thúc giục với nhà Lục Tử Minh. Chị Ngữ Hoan bị bệnh nằm viện, con không biết là khi nào có thể tỉnh, cho nên cứ để họ tiếp tục ở đó. Lúc nào Ngữ Hoan xuất viện thì cho họ chuyển đi. Ông Trình chưa mở miệng, bà Trình kiên quyết phản đối. Cái gì cơ? Cả nhà họ Lục đối xử với con thế nào? Sao con đã không nhớ hả? Con đừng nhìn con Ngữ Hoan bị bệnh thì đồng tình với bọn họ. Trẻ con bị bệnh là bởi vì người lớn làm chuyện thất đức. Mai Tây khuyên bảo bà Trình, chúng ta khoan dung độ lượng chút đi. Sau khi con bị bệnh đã suy nghĩ nhiều. Trước kia con là quả thật quá mạnh quá tích cực, cho nên mới bị bệnh này. Nếu lúc trước con suy nghĩ thông suốt, có thể là có phương thức xử lý càng thỏa đáng, không đến mức trở thành như bây giờ mà.
bà Trình từ đầu chí cuối khó có thể tha thứ cho nhà họ Lục. Nhường ai cũng không thể nhường nhà họ Lục được. Mẹ hận không thể khiến cả nhà họ bị sét đánh, cả nhà đều không chết tử tế. Mẹ sẽ không thương hại bọn họ đâu. Mẹ à, giờ chẳng phải con đã ổn rồi sao? Bà Trình cuối cùng quay đầu phía chị Mai Tây. Mai Tây ơi, con để mẹ làm sao nói với con hả? Trước kia con là tính cách yêu hận rõ ràng, làm sao bệnh một lần, ngay cả tính tình hoàn toàn thay đổi, trở nên nhân từ nương tay như thế, ngay cả kẻ thù con cũng tha thứ. Mẹ à, tha thứ không được sao? Nếu không tha thứ cho bọn họ, chúng ta vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi những ảnh hưởng của họ đối với chúng ta. Mẹ xem đi, con giống y như trước kia, tuy trong lòng có nỗi khổ riêng, nhưng có bộc tấn, con sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Không phải chúng ta nhìn về phía trước, đừng để chuyện trước kia ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của chúng ta mà. Bà Trình ôm lấy Mai Tây. Mai Tây ơi, con nói gì thì mẹ đều đồng ý cả. Thôi được rồi, chỉ cần con vui vẻ, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là được. Mẹ tất cả nghe con. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi. Sau khi bình tĩnh lại, bà Trình đi vào phòng bếp làm cơm. Chị Mai Tây gọi ba vào phòng ngủ. Ba ba, viện trưởng trung học viện của Lục Tử Minh nhận được một phong thư tố giác, có phải là ba viết hay không ạ? Ông Trình ra vẻ không biết. Thư tố giác gì ba không có biết. Ba đừng gạt con. Con vừa nghe là biết là ba đã làm. Vì sao ba làm vậy? Ông Trình có chút khó xử. Thì là ba làm đấy. Lúc ấy ba giận quá cho nên viết một phong thư. Còn không phải là vì bất bình cho con ư? Nhưng làm sao ba biết viện trưởng của họ tên gì? Con đâu có nói cùng ba. Ông Trình đắc ý cười. Bây giờ là thời đại internet, ba vào website học viện của họ tra ra, sau đó viết đi. Ba làm việc này quá đẹp rồi. Thực sự là con hết giận. Để cho Lục Tử Minh nếm khổ sở một chút. Chị Mai Tây nói rồi cùng ông Trình kích đập tay. Ông Trình ngạc nhiên. Ba còn tưởng rằng con trách ba, vừa rồi không chả nói muốn tha thứ gì gì đó. Là tha thứ, nhưng là giáo huấn thích hợp vẫn là tất yếu thôi ạ. Hai cha con nhìn nhau cười to. Bà chỉ nghe tiếng đi vào hỏi hai người đang cười gì. Hai người mỉm cười không nói. Những ngày hạnh phúc luôn là vui vẻ mà ngắn ngủi. Lâm Như Sơ hầu như mỗi ngày tan tầm để cùng Phương Chi Viễn về nhà họ Phương, giúp Mai Tây các việc như là chuẩn bị áo cưới, hóa trang, trang sức. Hai người dần dần thân đi chị em. Bà Trình tự mình vội vàng chuyện ở phòng bếp, mà Phương Chi Viễn lại cùng ông Trình vội vàng dọn dẹp trong nhà ngoài cửa. Ngày trước hôn lễ vừa vặn thu dọn đổi mới hoàn toàn. Ngày hôn lễ là một ngày xuân về hoa nở, giống như lúc Bộc Tấn cùng Mai Tây gặp nhau lần đầu 10 năm trước. Bộc Tấn đi xe hoa đến nhà họ Phương đón Mai Tây. Lâm Như Sơ sáng sớm chạy tới nhà họ Phương giúp Mai Tây trang điểm. Khi Mai Tây kiểu diễm như hoa hồng xuất hiện trước mặt Bộc Tấn, Bộc Tấn lặng lặng nhìn Mai Tây, cảm giác như thế giới của anh được chiếu sáng trong chớp mắt. Mai Tây không biết là cảm giác của hai người bọn họ với nhau năm đó đúng ra là như nhau. Chỉ Mai Tây cho rằng Bộc Tấn là ánh sáng cuộc đời cô. Thực ra đối với Bộc Tấn mà nói, sự xuất hiện của cô cũng có ý nghĩa như vậy. Trên thế giới này, cảnh giới cao nhất của tình yêu chẳng qua chính là gặp nhau, nhìn thấy người yêu, yêu nhau, như thế mà thôi. Khi ông Trình nắm tay Mai Tây chậm chậm đi qua hành lang dài, giao vào tay Bộc Tấn, ông Trình cùng bà Trình đang ở dưới sân khấu đều đã lệ rơi đầy mặt. Giả con gái mình cho một người đàn ông yêu cô, mà cô yêu người đàn ông đó. Họ đã chờ đợi quá lâu, dường như là dùng hết sức lực của cả cuộc đời này. May mà giờ khắc này cuối cùng tới. Kha Vũ vừa đúng hẹn từ Mỹ trở về tham gia hôn lễ, lại không tìm tới địa điểm tổ chức. Ở bên ngoài nhà thờ gặp được Tiểu Thiên hoạt bát phóng khoáng. Mỹ nữ à, xin hỏi chút, nơi tổ chức hôn lễ ở nơi nào vậy? Tiểu Thiên xoay người hỏi Kha Vũ, anh tới tham gia hôn lễ sao? À không, tôi tới là tìm cô dâu của tôi. Kha Vũ nhìn Tiểu Thiên có cảm giác hai mắt sáng lên, thuận miệng trả lời như vậy. Tiểu Thiên trả lời, tới hôn lễ của người khác tìm cô dâu của anh. Cách nói này lạ đấy, đi thôi tôi dẫn anh. Lâm Như Sơ cùng Phương Chí Viễn ngồi cùng một chỗ, thấy Tiểu Thiên đi vào. Lâm Như Sơ ngoắc tay với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cùng Kha Vũ đi qua. Phương Chí Viễn đoán Kha Vũ là bạn Bộc Tấn, khách khí gật đầu với anh. Kha Vũ lịch sự bắt tay Phương Chí Viễn, thuận tay lấy mấy danh thiếp đưa cho mấy người. Phương Chí Viễn vừa thấy, anh là bác sĩ phụ sản của trung tâm y học Los Angeles của Đại học California. Kha Vũ nhún vai, ừ đúng vậy. Lần trước cô Trình đi Mỹ là tôi đón tiếp. Phương Chí Viễn đưa tay bắt tay Kha Vũ. Xin chào, đồng nghiệp ở Mỹ. Tôi là bác sĩ bệnh viện thành phố T, Phương Chí Viễn. Cực kỳ vinh hạnh quen biết anh.
Khả Vũ bắt tay Phương Chí Viễn. Tôi cũng rất vui, sang năm Bộc Tấn tới bệnh viện chúng tôi trị liệu. Tôi sẽ tự mình khám và chữa bệnh cho cô ấy. Anh là bạn của cô ấy ư? Phương Chí Viễn dùng lực nắm tay Khả Vũ. Tôi là em trai chị ấy. Trước tiên cảm ơn anh đã giúp chị tôi điều trị. Khả Vũ cười buông tay. Tôi và Bộc Tấn là bạn tốt. Cuối cùng cậu ấy có thể tìm được người mình thích, tôi có thể giúp đỡ, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Khả Di An đứng bên cạnh Phương Chi Viễn, nhìn Kha Vũ cùng Tiểu Thiên đều là khuôn mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, đưa tay bắt tay Khả Vũ, hơi dùng sức. Xin chào, tôi là luật sư của Trình Mai Tây, Khả Di An, rất hân hạnh được biết anh. Khả Vũ nhíu mày. Khả luật sư, xin chào, rất hân hạnh được biết anh. Khả Vũ có thói quen tập ở phòng tập mà chính anh còn là huấn luyện viên cá nhân, ở phương diện thể lực không chút nào thua Khả Di An. Hai người bắt tay nhau nhìn qua như thường, thực ra đều dùng sức. Tiểu Thiên không biết hai người đang tranh đấu gai gắt, chỉ là vẻ mặt sùng bái nhìn Kha Vũ. Lâm Như Sơ thì nhìn ba người âm thầm mỉm cười. Khả Di An hình như luôn luôn là lúc gặp phải nguy cơ, lúc có thể phát hiện tâm ý bản thân, chỉ mong lần này anh phát hiện tâm ý của bản thân không phải quá trễ. Sau khi Kha Vũ gật đầu với ba người, ngồi xuống hàng sau cùng Tiểu Thiên, năm người đều cùng chú ý tập trung đến Bộc Tấn cùng Chính Mai Tây ở trên đài. Đám chim ở khoảnh khắc hôn lễ cảm động trên sân khấu. Tất cả suy nghĩ các phụ nữ giống nhau, mà tất cả đàn ông đều âm thầm hứa hẹn trong lòng. Thật ra hôn lễ là tất cả mọi người cùng nhau tham gia một hồi diễn. Người kết hôn của mọi người tham gia hôn lễ đều là diễn viên. Mọi người cùng cố gắng hoàn thành vở diễn là hôn lễ. Mỗi người sắm vai mỗi nhân vật trong đó. Mỗi người đều có buồn có vui. Hôn lễ tiến hành đến một nửa, bên ngoài có đám người vội vàng đi vào. Phương Chí Viễn nghe tiếng quay đầu, không ngờ phát hiện Liễu Nhạc Hạ. Khả Gian bên cạnh anh kinh ngạc đến nói không ra lời, chỉ là cánh tay không ngừng chạm vào Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn là si ngốc nhìn ba người nhà Liễu Nhạc Hạ, dường như không còn cách nào nói nên lời. Lâm Như Sơ phát hiện sự bất thường của Phương Chí Viễn và Khả Gian, cũng nhìn chằm chằm mấy người vừa tới. Ánh mắt đa số người dưới sân khấu bị mấy người vừa tới hấp dẫn. Trong nhà thờ lúc này xuất hiện từng trận xôn xao. Lục Liễu Nhạc Hạ đi vào, ánh mắt đảo qua Phương Chi Viễn cùng Khả Di An, dường như đã nhìn quen ánh mắt như vậy, không hề quan tâm ánh mắt hai người. Lúc này trong lòng Phương Chi Viễn cùng Khả Di An lại dậy sóng. Đã thấy Bộc Tấn trên sân khấu gật đầu chào hỏi của Liễu Nhạc Hạ bên dưới sân khấu, xem ra quan hệ của Liễu Nhạc Hạ cùng Bộc Tấn không giống bình thường. Ở tiệc rượu sau hôn lễ cũng hỏi trong lòng Phương Chi Viễn cùng Khả Di An, cuối cùng có được lời giải đáp. Bộc Tấn giới thiệu Liễu Nhạc Hạ với mọi người. Đây là Liễu Nhạc Hạ, em gái cùng mẹ khác cha với tôi. Lần này biết tôi kết hôn, nó từ Hạ Môn chạy tới chúc phúc. Liễu Nhạc Hạ nâng chén chạm cốc cùng Phương Chi Viễn và Khả Di An. Phương Chi Viễn của Khả Di An cầm ly rượu lên, cuối cùng có thể thản nhiên cụ ly với tuổi trẻ của chính mình, hoàn toàn hòa giải với chuyện cũ. Bộc Tấn cho rằng hai người vẫn khó hiểu như cũ, dường như vô ý giải thích. Anh cùng Nhạc Hạ từ bé chưa từng sống cùng nhau, nhưng vẫn cực kỳ quan tâm đối phương. Lần này mẹ anh bị bệnh nặng, không tới tham gia hôn lễ, cho nên Nhạc Hạ tới thay bà ấy. Liễu Nhạc Hạ nhìn Bộc Tấn. Anh à, sau khi hôn lễ kết thúc, em muốn mời anh và chị dâu đi Hạ Môn hưởng tuần trăng mật. Nơi đấy thực sự rất đẹp, hai người nhất định sẽ thích nơi đó. Bộc Tấn dưng dưng gật đầu, tay quả án niệm đối với mẹ mình cuối cùng kết thúc vào lúc này đây. Bà cũng đã tuổi già sức yếu, mà mình đang lúc thanh xuân. Bà đã bệnh nguy kịch mà mình còn khỏe mạnh cường tráng. Chuyện tốt nhất trên thế giới này chẳng qua là vợ và kẻ thù đều đã ở đây, mà mình có năng lượng đi yêu, cũng có sức để tha thứ. Sau tiệc rượu, Bộc Tấn dẫn Trình Mai Tây trở về tân phòng anh tỉ mỉ sắp xếp. Khoảnh khắc vào nhà, Trình Mai Tây cảm giác chính mình từ trong hiện thực đi vào mộng cảnh khát vọng đã lâu. Cô kéo ra tấm màn che của cuộc sống hôn nhân mới mà một đoạn tháng ngày khiến cô đau đớn kia cuối cùng trở thành quá khứ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like và subscribe kênh để đón nghe nhiều câu chuyện hay và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyện kế tiếp.